chương 553, thức phá. Hàn lập nhìn vào ánh mắt của hai thiếu nữ này, sờ cầm lộ ra vẻ đăm chiêu. Dường như là nghĩ tới một người nào đó, không nói một lời gật gật đầu. Sau khi một nữ tu trong đó đưa tay sờ lên tường một lúc, ánh sáng lóe lên, một cái cổng bất ngờ xuất hiện. Vãn bối chỉ có thể dẫn tiền bối tới đây, bây giờ xin cáo lui lão giả thừa có hội này vội vàng lui xuống. Hàn lập không có để ý, bước chân vào bên trong phòng. Xuyên qua một hàng lang ngắn ngủn, hắn đã đi tới một gian đại sảnh phạm phu nhân mặc một bộ trang phục màu xanh đang đứng đợi bên trong khuôn mặt đầy vẻ tươi cười thiếp thân không nghênh đón từ xa hy vọng tiền bối thứ tội nàng hé đôi môi anh đào nở một nụ cười quyến rũ thi lễ sau đó thân thể mềm mại mời hàn lập ngồi xuống mắt hắn nhìn chiếc ghế ở phía sau nữ nhân lông nghi khẽ chấp không có khách khí ngồi xuống sau đó ánh mắt hàn lập nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của nàng ta bình tĩnh nói xem ra phu nhân không hề lo lắng ta tới gây chuyện bất lợi cho quý môn. Tiến bối đùa rồi, với tu vi của người thì như thế nào lại gây khó khăn với tu vi trúc cơ kỳ của vãn bối phạm phu nhân bước đi nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh hàn lập, che miệng cười khẽ. Bây giờ, nữ nhân xinh đẹp này cách hàn lập không tới một trượng. Hắn chỉ thấy một mùi hương ngào ngạt sông lên mũi, sau khi trao mày, thần sắc hàn lập trở lại bình thường. Nhưng khi nữ nhân này ngồi xuống, trên khuôn mặt lại hiện ra một tia lơ đáng. Sau đó đột nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, hắn đang định lên tiếng hỏi đối phương như vậy có ý gì. Một nữ tu sĩ mi thanh mục tú mang theo một bình trà màu hồng lặng lẽ tiến vào phòng. Cô gái đặt trước mặt hai người một ly trà thơm ngát, sau đó đứng sau lưng Phạm phu nhân. Tuy thần sắc của Phạm phu nhân vẫn như thường, trong ánh mắt đã toát lên tia giận dữ. Nhưng nàng lại không hề lên tiếng. Thấy như vậy, Hàn Lập không khỏi đánh giá lại hai cô gái này. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, Tiền bối lần này tới đây có gì muốn nhờ bổn môn giúp việc gì sao? Nếu có thể tương trợ, bổn môn nhất định sẽ không chối từ. Phạm phu nhân cầm ly trà lên khẽ uống một ngụm nhỏ, sau đó bình tĩnh hỏi: "Nếu Phạm môn chủ đã nói như thế thì lệ mỗ cũng không nói vòng vo nữa. Không biết quý môn đã hoàn thành xong truyền tống trận trở lại nội hải chưa? Ta muốn mượn sử dụng Hàn Lập Không Đổi Sắc nói như là đang đề cập tới một chuyện vô cùng nhỏ mà thôi." Truyền tống trận, Phạm phu nhân dùng mình sau đó đôi mắt đẹp khẽ trước vài cái, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng rồi, truyền tống trận này vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên sẽ rất nhanh chóng có thể sử dụng nhưng e là người phải chờ một thời gian nữa. Phải đợi bao lâu, Hàn Lập không chờ nữ nhân này nói xong liền lạnh lùng ngắt lời. Cái này rất là khó nói, tiền bối cũng biết, hiện tại pháp trận này còn thiếu huyễn mộng thạch. Vân trưởng lão cùng những người khác đã đi tới nơi sản sinh nguyễn mộng thạch để lấy về không ngờ lại kinh động đến yêu thú nơi đó. Tuy mang về một ít tài liệu nhưng mà không ít tiền bối đã phải bỏ mạng. Dưới sự bất đắc dĩ, vân trưởng lão đang muốn tiến hành hành động tiếp phạm phu nhân lộ ra vẻ trần chờ nói, chén trà trong tay đã đặt lại bàn, hướng về hàn lập giải thích. Khổ, nữ nhân đứng phía sau phạm phu nhân ho nhẹ một cái. Trên khuôn mặt xinh đẹp của phạm phu nhân lộ ra một tia phẫn nộ. Nhưng nàng dường như có kỵ điều gì đó nên dừng lời đang nói lại. Trên khuôn mặt của Hàn Lập lộ ra một tia dị sắc, lạnh nhạt liếc mắt nhìn nữ nhân kia khiến cho cô gái sợ hãi mà vội vàng cúi đầu nếu đã trong một khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng truyền tống trận lệ mẫu cũng không còn gì quan trọng để nói xin cáo từ hàn lập tự đánh giá một chút cũng không muốn ở lại đây lâu liền đứng lên nói phạm phu nhân thấy cảnh này trên mặt lộ vẻ phức tạp một chút sau đó nói ra một câu khiến cho hàn lập dừng lại mặc dù đang có chút chuyện với truyền tống trận thiếp thân không thể trợ giúp nhưng bổn môn luôn vô cùng kính ngưỡng các vị tiền bối kết đan kỳ tiền bối tạm ở lại nơi này một đêm ngày mai hãy lên đường ở lại một đêm được ta sẽ ở lại hàn lập nhướng mày vốn muốn từ chối nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt đẹp của nữ nhân thì lại thay đổi chủ ý hi hi bổn môn sẽ phục vụ người chu đáo người đâu dẫn tiền bối tới căn phòng tốt nhất phạm phu nhân trong mắt hiên lên vẻ khác thường vẻ mặt yêu kiều cười nói nhất thời một nữ tu sĩ lên tiếng bước đến hàn lập không nói nhiều liền theo người này ra ngoài nhưng trước khi rời khỏi hắn dường như là muốn xác nhận điều gì lại liếc mắt nhìn lại một cách đầy thâm ý sau đó không do dự mà bước đi môn chủ tại sao phải lưu hắn ở lại đây có phải có chút mạo hiểm không tu sĩ họ lệ này lần trước đã cự tuyệt việc giúp đỡ chúng ta khi thân ảnh của hàn lập biến mất nữ nhân trẻ tuổi đằng sau phạm phu nhân lên tiếng thanh âm mềm mại bên trong ẩn chứa nét kiều mị kết hợp cùng với khuôn mặt thanh thú khiến cho nam nhân nghe thấy không khỏi động tâm Bất quá nữ nhân này lời nói mặc dù cung kính nhưng ẩn bên trong lại có vẻ như là chất vấn. "Vận Cầm, lá gan ngươi càng ngày càng lớn đó. Vị lệ tiền bối này tu vi kinh người, ta tận lực kết giao có gì không đúng? Trong Diệu Âm môn này khi nào tới phiên ngươi làm chủ?" Phạm phu nhân nghe xong, sắc mặt trầm xuống nói, "Không dám, đệ tử chỉ theo lời dặn dò của Vân trưởng lão trước khi trưởng lão đi mà thôi." hy vọng môn chủ đừng làm khó cho đệ tử lời nói của nữ tử vô cùng khiêm tốn nhưng lại hoàn toàn không có ý nhường nhịn nào đem vân thiên khiếu ra làm chỗ dựa hừ đợi vân thiên khiếu trở về ta sẽ nói với y bổn môn chủ còn có chuyện quan trọng thứ lỗi cho ta không thể phụng bôi sắc mặt phạm phu nhân ngày càng lạnh lẽo vung tay áo quay ngồi đi không thèm nhìn lại trong phòng chỉ còn lại nữ tử sắc mặt âm trầm bên trong phòng đại thính còn hàn lập đang nằm trên giường ở bên trong căn phòng rất thoải mái Sắc mặt bình tĩnh như là đang suy nghĩ điều gì. Hắn qua đêm tại nơi này trong lòng cũng không có gì lo lắng. Nơi này sớm đã bị hắn dùng thần thức đảo qua một lần. Tu vi cao nhất tại đây cũng chỉ có Phạm phu nhân và vài tên trúc cơ hậu kỳ. Nơi này hoàn toàn không có tu sĩ kết đan kỳ chứ đừng nói tới các lão quái nguyên anh kỳ. Bởi vậy trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hắn hoàn toàn yên tâm ở lại đây. Chẳng qua trong lòng hắn đang tự đánh giá có nên dùng mấy năm thời gian bằng đường biển để bay về nội hải hay không. Đúng vào lúc này thì cộc cộc vài tiếng gõ từ bên ngoài cửa truyền đến. Vào đi thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, nằm trên giường lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm biết người đến là ai rồi. Một tiếng cười kiều mị từ bên ngoài vang lên, phạm phu nhân trang điểm xinh đẹp bước vào. Nàng tiến vào giữa gian phòng, mặc trường bào bằng lụa vô cùng xinh đẹp. Tiền bối dường như cũng không có nghỉ ngơi, xem ra đã biết là vãn bối sẽ tới cùng với làn gió thơm. Nữ nhân này ngồi xuống bên giường của Hàn Lập không chút e rè, nhìn Hàn Lập mỉm cười nói. Phạm Môn chủ ám chỉ rõ ràng như vậy, ta cũng muốn biết rốt cuộc người có ý gì. Nói trước, nếu không phải là chuyện liên quan tới truyền tống trận, ta không muốn nghe Hàn Lập cũng không liếc mắt nhìn đối phương. Hai mắt nhắm nghiền thản nhiên nói, "Tất nhiên, bị nhiều cao thủ nguyên anh kỳ như vậy đuổi giết đến đến ngoại tinh hải không ngờ Hàn trưởng lão lại muốn trở về." "Ngươi nói cái gì? Ai là Hàn trưởng lão?" Hàn Lập nằm trên giường, thân thể có chút cứng ngắc, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân kiều diễm trước mặt, lạnh nhạt hỏi: thiếp thân tất nhiên là nói tới hàn trưởng lão của bổn môn phạm phu nhân bị hàn lập nhìn như vậy nhưng thần sắc vẫn ung dung không có gì thay đổi hoàn toàn không chút bối rối nói hàn lập lại nhìn nữ nhân này một lúc sau đó ngồi dậy làm sao mà nhận ra ta với tu vi của ngươi không có khả năng nhận ra hình dáng thật của ta hàn lập khôi phục vẻ chấn định chậm rãi hỏi thiếp thân không phải nhìn ra mà là đoán được phạm phu nhân vươn cổ tay trắng như ngọc vuốt ve mái tóc đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giảo hoạt đoán được Hàn Lập nghe thấy thế thì dùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng phức tạp. Dường như nhận ra sự khó hiểu của hắn, Phạm phu nhân cười khẽ giải thích. Thiếp thân từ nhỏ cũng thường nhân không quá giống nhau, có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau của khí tức trên mỗi người. Hơn nữa lại còn có thể nhớ kỹ mùi vị của nó mãi trong lòng. Vừa khéo, lúc đầu thiếp thân cảm thấy mùi vị trên người trưởng lão vô cùng thú vị nên đã nhớ nó. Đến giờ vẫn không quên. Lần trước khi ở trên phường thị thì Hàn trưởng lão lại cách thiếp thân quá xa nên không thể nhận ra được. Nhưng khi nãy do ngồi gần với nhau nên thân phận người tự nhiên không thể giấu được, thiếp thân lúc này trong hai tròng mắt của Phạm phu nhân lộ ra phong tình vô cùng quyến rũ, nhìn Hàn Lập hé miệng cười. Chương 554, cầu trợ giữ giao dịch. Hàn Lập nghe thế thì không nói gì, đúng là trên đời này không thiếu những chuyện kỳ lạ, còn có người dựa vào khí tức để phân biệt người nữa chứ. Đã bị như vậy thì hắn chỉ có thể than thở bản thân xui xẻo mà thôi nhưng hắn cũng không có gì kinh hoàng cả chỉ cần không phải là man hồ tử xuất hiện với tu vi bây giờ cùng bảo vật trên người hắn chẳng cần phải lo lắng về điều gì nữ nhân này quả là vô cùng lợi hại hơn nữa lại tự mình đến đây ắt hắn phải có ý đồ gì đó nghĩ vậy hàn lập không nóng không lạnh nói một khi phu nhân đã nhận ra hàn mỗ thì tại hạ sẽ không phủ nhận chẳng qua bây giờ ta nên xương hô với ngươi là phạm tả sứ hay là phạm môn chủ Xem ra tiền bối đối với chuyện Vãn Bối làm trưởng môn Diệu Âm môn cũng không có tán thành nhưng người không biết nếu lúc trước không làm như vậy thì Diệu Âm môn đã có thể biến mất trên loạn tinh hải rồi. Thiếp thừa nhận là có chút tư tâm nhưng lúc trước phần lớn là bất đắc dĩ mà thôi, Phạm Phu Nhân nghe Hàn Lập nói như thế đầu tiên là vui vẻ sau đó là cười khổ giải thích. Phu nhân không cần nói chuyện này với ta, ta đối với chuyện ai trở thành môn chủ Diệu Âm môn không quan tâm. Cái chức trưởng lão kia cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi chẳng qua theo lời vừa rồi của phu nhân thì hình như là biết sự tình của hàn mỗ. tại hạ có chút tò mò không hiểu phu nhân có thể nói cho tại hạ biết không hàn lập lạnh nhạt duỗi người bộ dạng có chút bất mãn phạm phu nhân lộ ra một tia ngoài ý muốn sau đó nhìn hàn lập rồi bật cười tên của hàn tiền bối tuy bây giờ không phải ai cũng biết nhưng trong tầng lớp tu sĩ cấp cao thì đại danh đỉnh đỉnh một vị tu sĩ kết đan kỳ trước mặt đông đảo tu sĩ nguyên anh kỳ cướp được bảo vật hư thiên đỉnh sau đó trốn thoát tung tích biến mất riêng việc này đã khiến cho thanh danh của hàn trưởng lão vang xa rồi. Phạm phu nhân cười, làn thu ba lưu động, thế sao, 10 tu sĩ biết thì có đến 9 người là muốn giết hàn mỗ cướp bảo vật, chẳng lẽ phạm tả sứ cũng có ý này. Hàn lập cười lạnh, liếc mắt nhìn đối phương, xưng hồ đối phương vẫn là tả sứ giống như trước kia. Tiến bối lại đùa rồi. Nếu thiếp thân là tu sĩ kết đan kỳ thì có thể vọng tưởng một chút nhưng sau khi kết đan thất bại thêm lần nữa thì thiếp thân đã sớm không còn hy vọng gì nữa rồi. Loại trí bảo như thế, thiếp thân không có duyên hưởng, thiếp thân cũng không muốn làm chuyện ngu xuẩn tự chuốc lấy họa. Mỹ phụ nghe Hàn Lập nói như thế thì cuống quyết lắc đầu than. Hàn Lập cẩn thận dò xét một chút thần thái của đối phương. Vẻ mặt nàng ta như là đang nói thật nhưng hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy lời kia vì thế tiếp tục bất động thanh sắc truy hỏi. Trừ chuyện hư thiên đỉnh, còn có chuyện gì liên quan đến ta nữa không? Trước kia Hàn Lập ít khi giao tiếp cùng tu sĩ cấp cao nên ít khi biết được tin tức có liên quan đến bản thân. Bây giờ là cơ hội khó gặp, hắn tự nhiên sẽ không khách khí hỏi han một chút. Xem ra tiền bối cũng có nghe chút ít tin tức, ngoài ra còn có nhiều lời đồn liên quan nữa, có người nói tiền bối là trùng ma, mấy năm gần đây tại phụ cận hải vực diệt sát rất nhiều tu sĩ. Điểm này vãn bối không thể nào tin được, tiền bối nếu đã có hư thiên đỉnh thì giấu giếm thân phận còn không kịp sao lại còn làm ra mấy chuyện kia cơ chứ. Nhưng lại có rất nhiều tu sĩ không biết rõ chân tướng lại bị kích động nếu không phải xảy ra vụ thú chiều thì đám thân thích hảo hữu của mấy tu sĩ gặp phải độc thủ kia sẽ hợp thành tổ đội truy sát tiền bối đó chứ. Nữ tử này lấy tay che miệng, nhìn Hàn Lập chăm chăm, mỉm cười nói. Hàn Lập mắt không chấp một cái nào, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, không mở miệng nói gì cả. Điều này khiến cho Phạm Phu Nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ tên đại ma đầu tâm địa ác độc trong lời đồn kia thực sự là vị Hàn trưởng lão trước mặt sao? Được rồi, Phạm Tả Sứ nói mục đích chân chính vì sao tối hôm nay đến đi, Hàn lập thần sắc bình tĩnh, thanh âm vẫn lạnh nhạt không chút cảm tình. Nếu mà Hàn trưởng lão đã nói như thế, thiếp thân sẽ không vòng vo. Thiếp thân muốn mời người ra tay, giúp ta tiêu diệt ác tặc vân thiên khiếu. Xem thần thông ngày đó của tiền bối thì ta nghĩ chắc cũng không tốn sức lắm. Phạm phu nhân do dự, trần trừ một chút nhưng cuối cùng cũng cắn răng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tiêu án độc cực kỳ sâu đậm. Vân thiên khiếu, hắn không phải là chỗ dựa của ngươi sao? Hàn lập vô cùng nghi hoặc im lặng trong chốc lát, sau đó không nhanh không chậm hỏi. Tiến bối cần gì phải nói như vậy? Hôm nay sự tình trong sảnh không phải người đã nhìn thấy một chút rồi sao? Tại diệu âm môn này thiếp thân không khác gì một con rối. nếu không phải ta biết một chút bí công mỹ thuật của bổn môn và có một ít kẻ trung thành và tận tâm dưới trướng thì sợ rằng cái chức môn chủ này cũng không có làm được. Phạm phu nhân biến sắc mặt oán hận nói, nếu ngày đó Phạm tả sứ mượn sức ma đạo leo lên chức môn chủ thì cũng đã phải dự tính trước rồi chứ hôm nay tố khổ thì được gì chứ làm một con rối tốt hơn là vứt bỏ tính mệnh chứ thân sắc hàn lập không đổi không hề có ý muốn đáp ứng nhưng hiện tại ngay cả tính mạng của thiếp thân cũng không có cách gì bảo đảm thiếp bảo tồn bí công của diệu âm môn trong một ngọc giản nhưng cách đây không lâu nó cùng một vị đệ tử thân tín đồng thời biến mất tám chín phần là rơi vào tay vân thiên khiếu hắn chỉ cần đem nó cho đệ tử thân tín của mình tu luyện khi công pháp thành công thì tiền bối có cho rằng vãn bối còn cơ hội sống chứ chỉ cần tiền bối ra tay giết hắn, ta nguyện đem hơn phân nửa tài phú tích chữ mấy năm nay của diệu âm môn dâng tặng. Ngoài ra còn kèm thêm tất cả nữ tu còn sử nữ trong môn phái nữa. Phạm phu nhân khuôn mặt đau khổ, đem hoàn cảnh nguy hiểm của mình nói ra, sau đó hứa hẹn điều kiện với Hàn lập. Không có hứng thú, xin mời phu nhân trở về. Mặc dù điều kiện nữ nhân này đưa ra vô cùng mê người nhưng Hàn lập không do dự cự tuyệt. Hắn không phải do hoài nghi lời nói của đối phương, nếu mà nữ nhân này thật muốn lừa gạt ám toán hắn thì có thể làm bộ như là không biết hắn mà âm thầm xuống tay, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Nguyên nhân cắn bản nằm ở việc Hàn Lập không muốn lãng phí thời gian. Phía sau hắn còn có một tên điên đòi mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện để giết hắn. Kể cả nữ nhân này có đem cả rượu âm môn tặng lại thì hắn cũng sẽ một cước đá văng, đối với hắn thì bảo vệ tiểu mệnh của mình mới là quan trọng nhất. Phạm phu nhân thấy vậy cũng có chút nghi hoặc, nhưng sau khi đau khổ cầu khẩn vài câu vẫn thấy hàn lập không thay đổi chủ ý sắc mặt không khỏi biến đổi mấy lần rút cuộc mỹ phụ cắn răng nói thêm nếu vãn bối có biện pháp khiến cho tiền bối trở lại nội tinh hải thì tiền bối có bằng lòng ra tay trợ giúp không nói xong mấy lời này thần tình phạm phu nhân khẩn trương nhìn hàn lập đây chính là điều kiện cuối cùng mà nàng có thể trao đổi hàn lập nghe lời này có chút kinh ngạc nhưng sau đó không do dự trả lời nếu trong 10 ngày có thể khiến giúp ta trở lại nội tinh hải thì việc này có thể thương lượng được. Chẳng qua truyền tống trận không phải là thiếu huyễn mộng thạch sao? Chẳng lẽ lời lúc nãy phạm tả sứ là giả? Nói câu cuối cùng thì khuôn mặt của Hàn Lập trầm xuống, thanh âm băng lãnh. Đương nhiên là không phải, đối với Vân Thiên Khiếu mà nói thì truyền tống trận thiếu rất nhiều huyễn mộng thạch nhưng hắn không biết, diệu âm môn chúng ta năm đó từng bỏ ra rất nhiều tiền mua các loại tài liệu chân quý, trong đó cũng có cả huyễn mộng thạch, vốn muốn phân chia cho các phân đường để thiết kế truyền tống trận nhưng sau khi ra ngoại hải, ta cất nó ở trong người. Sau này thấy dã tâm của Vân Thiên khiếu nên mới đem chúng giấu đi, nếu không đối phương có thêm viện binh ma đạo trợ giúp thì ngay cả cơ hội thoát thân ta cũng không có. Mỹ phụ giật mình vội vàng giải thích cho Hàn Lập, nghe đến đó, Hàn Lập vô cùng mừng rỡ nhưng cố gắng án trụ biểu hiện ra bên ngoài, cúi đầu suy ngẫm một chút. Một lát sau hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói, đem huyễn mộng thạch lấy ra cho ta xem, sau đó mang ta tới truyền tống trận để ta nhìn một chút nếu thật sự có đủ số lượng và tài liệu ta có thể ra tay một lần hàn lập từ tốn nói ra từng chữ điều này phạm phu nhân vô cùng mừng rỡ nhưng sau đó lại do dự nếu không làm được như thế ta sẽ chẳng quản chuyện kia được hàn lập nghi ngờ bổ sung được tài liệu thì không sao ngày mai hay bây giờ tiền bối muốn xem ta sẽ đưa đi nhưng truyền tống trận được xây dựng hơi xa nơi này Ngoài ra hơn phân nửa đệ tử trong đó là do Vân Thiên Khiếu bố trí, sợ rằng có chút khó khăn. Phạm phu nhân nhíu mày đáp, nếu đã có ý định đối phó với tên kia thì sao còn quan tâm đến mấy tên đệ tử thân tín đó làm gì? Vừa đúng lúc triệt hạ vây cánh của hắn một lần luôn. Tuy nhiên Vân Thiên Khiếu hiện tại ở đâu, có cách xa chỗ này lắm không? Hàn Lập nghĩ đến điều gì đó, có chút lo lắng hỏi. Chương 555, xuất thủ giữ truyền tống trận. Hai ngày sau, ở một hòn đảo nhỏ phía tây gần song phong đảo có một đảo ánh sáng màu hồng bay đến, khi sắp đến nơi thì hào quang thu liếm lại lộ ra thân ảnh của một nam một nữ. Đúng là hai người Hàn Lập cũng phạm phu nhân, Hàn Lập ngại nữ nhân này chậm chạp nên quyết định dùng độn quang mang nàng tới đây. Truyền tống trận đang ở trên đảo, đứng trên không Hàn Lập quay sang, lạnh nhạt hỏi, không sai, trên đảo có tám đệ tử diệu âm môn trông coi truyền tống trận, chẳng qua trong đó chỉ có hai người của ta còn lại đều là người của Vân Thiên Khiếu, chúng đều có tu vi trúc cơ kỳ, ta không thể chỉ huy được. Phạm phu nhân trịnh trọng nói, biết rồi, gọi người của ngươi ra đi, những kẻ còn lại giao cho ta xử lý. Hàn lập trên mặt lóe lên sát khí, được, tiền bối, chờ một chút, Phạm phu nhân không trần trừ, lập tức đồng ý, ngón tay hé ra, xuất ra một lá truyền âm phù. Lá phù rung lên, hóa thành một đạo hỏa quang bay về phía tiểu đảo. Hàn lập thấy rõ, truyền âm phù bay một vòng quanh đồi núi trên đảo rồi trực tiếp hướng tới một khu vực bay xuống kết quả là đạo hỏa quang lóe lên biến mất không còn tung tích xem ra đã đi vào cấm chế một lúc sau bay ra ba người hai nữ một nam bọn họ thấy hàn lập cùng phạm phu nhân liền bay tới tham kiến môn chủ hai nữ nhân trong số đó có vóc người đầy đặn tướng mạo cực kỳ xinh đẹp vừa đến nơi vội vàng thi lễ trước mặt phạm phu nhân sau đó tò mò nhìn hàn lập dò xét khi thấy tu vi kết đan kỳ của hàn lập tất cả đều vô cùng kinh ngạc về phần lão giả áo lam đằng sau hai nàng khi thấy phạm phu nhân chỉ ôm quyền mà thôi nhưng khi thấy Hàn Lập thì sắc mặt nhất thời biến đổi, há mồm muốn hỏi điều gì đó. Nhưng lúc này Hàn Lập đã nhận ra địch ta nên cũng không cho hắn cơ hội, trên mặt xuất hiện một tia sát khí, ngón tay điểm ra, một tia kiếm khí màu xanh xạ xuất nhanh như thiểm điện. Sắc mặt lão giả kinh hoàng, nhưng kiếm quang thật sự quá nhanh, người này chỉ kịp kêu lên một tiếng, trên đầu đã xuất hiện một cái lỗ to như ngón tay cái, máu chảy ròng ròng, thi thể lập tức rơi xuống. Hai nữ tử kia thấy cảnh này liền cực kỳ hoảng sợ nhưng chứng kiến sắc mặt âm trầm, không chút thay đổi của Phạm Phu Nhân, hai người cũng hiểu được một chút, liếc mắt nhìn nhau rồi im lặng. Mấy người còn lại tại sao không muốn ra gặp ta? Phạm Phu Nhân nhìn hai nữ nhân, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Năm người kia đều ở tại Pháp Trận, đệ tử mang môn chủ cùng tiền bối tiến vào. Một nữ nhân da rẻ trắng hồng, thức thời lập tức trả lời, ừ, lệ tiền bối sẽ ra tay, mấy người đó tuyệt không thể bỏ qua. Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Phu Nhân trở nên vô cùng lạnh lùng. Hai nữ nhân nghe thấy lời này lập tức xác định rõ Phạm Phu Nhân kêu người tới giúp đỡ, định ra tay với Vân Thiên Khiếu, lúc này đã không còn do dự nữa, dẫn Hàn Lập cùng Phạm Phu Nhân trực tiếp hướng tới ngọn đồi nhỏ có pháp trận. Mở, trong đó có một nữ nhân xuống trước, nhân tiện cầm một lệnh bài lấp lánh hồng quang trong tay, mở đường. Lúc này một đạo hào quang từ lệnh bài bắn ra hướng tới ngọn đồi kia. Từng làn sóng hào quang giãn ra, sau đó đột nhiên hiện lên một cái cửa đá màu vàng cao khoảng 4, 5 trượng. Chính là ở đây, Tất cả bọn họ đều có tu vi trúc cơ trung kỳ, tiền bối phải cẩn thận. Nữ nhân da rẻ trắng hồng kia nhìn Hàn Lập mỉm cười đề tỉnh. Biết rồi, Hàn Lập không chút thay đổi nói, sau đó khoát tay, một đạo cột sáng màu xanh bắn ra. Âm cánh cửa đá bị đánh nát vụn, khuôn mặt Hàn Lập không chút thay đổi, trực tiếp xông vào. Hai nữ tu sĩ thấy vậy không khỏi lo lắng nhìn nhau nhưng Phạm phu nhân đối với Hàn Lập lại tin tưởng 10 phần, vừa nói chuyện cùng hai nữ nhân vừa vội vã đuổi theo sau khi tiến vào thạch môn chính là một thông đạo rộng chừng ba bốn trượng hai mắt hàn lập không khỏi nhíu lại bởi vì không biết có phải là do cửa đá bị chấn nát nên có hai người bay tới hàn lập căn bản không nhìn dung mạo đối phương hé miệng bắn ra hai khẩu phi kiếm màu xanh lấp lánh bay vụt về phía hai tên kia hai người đối diện cả kinh không rõ đã phát sinh chuyện gì một tên phóng ra một cái khăn lụa màu đỏ tên kia phóng ra một cái tiểu thuẫn màu vàng định tạm thời ngăn cản thế công kết quả quang mang vù một tiếng xuyên qua hai pháp khí khiến cho linh khí của chúng tiết ra ngoài rơi hết xuống đất sau đó quang mang lại lóe lên hai tiếng kêu thảm vang lên thân thể hai tên kia ngã vật xuống đất hàn lập đi nhanh qua thi thể không hề có ý định dừng lại tiến về phía trước hai thanh tiểu kiếm tự động quay về bay xung quanh thân hình của hắn theo phía sau chính là phạm phu nhân thấy thế vô cùng vui vẻ nhưng phải trì hoãn một chút để xử lý hai cái thi thể kia Chờ ba nữ nhân xuyên qua thông đạo tới một cái đại sảnh lớn hơn trăm trượng thì Hàn Lập đã chắp hai tay sau lưng, đứng ở giữa phòng. Dưới chân hắn là một truyền tống trận nhỏ, mặt không chút biểu tình, cúi đầu chăm chú nhìn, dường như đang nghiên cứu cái gì đó. Xung quanh có ba thi thể bị chảm thành mấy khúc, một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập cả đại sảnh. Thấy một màn này, Phạm phu nhân khuôn mặt vô cùng vui vẻ, ra lệnh cho hai nữ tử kia dọn dẹp còn chính mình thì duyên dáng đi qua. Xem ra pháp lực của tiền bối đã đến mức thông huyền giết tu sĩ trúc cơ kỳ giống như giết gà mà phải dùng dao mổ châu vậy. Nữ nhân này đi đến bên Hàn Lập mỉm cười khen ngợi. Tu sĩ trúc cơ kỳ đối với ta mà nói không tính là cái gì, pháp trận này theo như lời ngươi nói chính là truyền tống trận. Hàn Lập tâm trí hoàn toàn đặt vào trận pháp dưới chân, chỉ ứng phó một câu mà thôi, rồi sau đó ý tứ dẫn dắt đến vật đang nằm trước mắt. Không sai, tiền bối cũng nhìn ra pháp trận này đã kiến tạo được 8, 9 phần. Chỉ cần có thêm huyễn mộng thạch là lập tức có thể sử dụng, mà huyễn mộng thạch hai ngày trước tiền bối cũng đã tận mắt nhìn thấy, thiếp thân thực sự không có lừa gạt tiền bối chứ. Đôi mắt sáng trong của Phạm Phu Nhân chuyển động nói, nếu Phu Nhân đã nói thế thì Vân Thiên Khiếu sẽ do ta xử lý nhưng mà pháp trận này thực sự truyền tống tới Hoàng Minh Đảo ở nội tinh hải sao. Theo ta được biết kia đó chính là một hòn đảo trung bình, người ma đạo tại sao lại đem pháp trận thiết kế ở đó vậy? Hàn Lập nhìn pháp trận, nhướng mày hỏi, cái này thiếp cũng đã nghe Vân Thiên Khiếu nói qua, Nghe nói ở Hoàng Minh đảo nguyên thời thượng cổ có một cái truyền tống trận bị hỏng, ma đạo liền cải tạo một chút rồi đem sử dụng, tuy nhiên nó chỉ có thể truyền đi mà không thể truyền lại nên ma đạo cũng không có sử dụng nhiều. Nếu không phải chỉ có truyền tống trận đó mới có thể truyền tống cự ly dài đến đến ngoại tinh hải thì Vân Thiên Khiếu cũng không có tuyển chọn nó. Tiền bối đi đến sẽ không gặp phải rắc rối gì đâu. Phạm Phu Nhân vội vàng giải thích cho Hàn Lập nghe, nàng hiện tại cũng biết Hàn Lập đối với việc truyền tống rất coi trọng, tự nhiên không dám chần chờ Nghe thấy Thế Hàn Lập gật đầu, cũng không có nói thêm gì. Chỉ cần nơi đây không có lão quái nguyên anh kỳ nào trấn thủ thì bằng vào thần thông của mình, hắn dù vào đầm rồng hang hổ cũng không phải lo lắng nhiều. Dù có mạo hiểm hắn cũng vẫn liều bởi vì so với bay từ ngoại tinh hải về nội tinh hải vẫn tốt hơn nhiều. Hơn nữa Hàn Lập tự tin phạm phu nhân căn bản cũng chẳng cần dối gạt hắn làm gì. Cẩn thận đánh giá truyền tống trận vài lần, Hàn Lập xoay người nhìn phạm phu nhân nói: "Nhanh kêu trận pháp sư tới đây, hoàn thành trận pháp" ta giúp ngươi giết Vân Thiên Khiếu, sau đó phải lập tức truyền tống ngay. Hiện tại trở về đợi vị vân trưởng lão đi, theo như ngươi nói thì nhiều lắm năm, 6 ngày nữa hắn sẽ xuất hiện để tự mình chủ trì sự tình phường thì ở song phong đảo. Nói xong hết thảy, sắc mặt hàn lập âm trầm, bước nhanh ra ngoài. Thời gian từng ngày, từng ngày trôi qua, trong lòng hàn lập không nhịn được trở nên lo âu, hắn rất rõ ràng một điều rằng nếu thời gian lưu lại một chỗ càng dài thì khả năng bị yêu thú phong hy tìm đến trước cửa càng lớn. Nhưng khiến Hàn Lập bất đắc dĩ chính là theo lời của Phong Hy, cái phong linh kính kia sẽ tiêu biến nhưng đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Không biết đoạn thời gian mà tên yêu thú kia nói rút cuộc là dài bao lâu, chẳng lẽ là một năm, hay nhiều hơn, vài chục năm sao? Hay đó chỉ là lời lừa gạt? Hắn mấy lần dùng phệ kim trùng đã biến nhỏ đột nhập vào trong bụng thôn phệ từ từ phong linh kính nhưng ngay lần thử thứ nhất đã biết phương pháp này căn bản không được. Phệ kim trùng muốn thôn phệ nó thì trước tiên phải phá ích tà thần lôi, thế nhưng chỉ cần tầng ngoài của ích tà thần lui khẽ động, phong linh kính lập tức phát tác, khiến hắn phải vội vàng bổ sung kim sắc điện hồ. Vì thế nếu không phải việc tiêu diệt vân thiên khiếu chẳng phí chút sức lực nào thì hắn căn bản sẽ chẳng ở lại địa phương này lâu như vậy. Dù sao thì trong lòng hắn vẫn có chút gì đó thấp thỏm bất an, cảm giác như sẽ xảy ra điều gì không hay. chương 556, Dụ Phục, trở lại song phong đảo, Phạm Phu Nhân dưới sự trợ giúp của Hàn Lập, đem tất cả các tu sĩ thuộc về phe của Vân Thiên Khiếu mà diệt trừ, sau đó bắt đầu tại phường thị chờ đối phương. Năm ngày sau, Hàn Lập ở trong phòng dưỡng thần, Phạm Phu Nhân ngay ngắn ngồi đối diện, sắc mặt âm tình bất định. Đúng lúc này ở bên ngoài hiện lên một đạo quang ảnh, Phạm Phu Nhân đôi mắt sáng ngời, bàn tay nhẹ phất, ánh lửa bay từ bên ngoài vào lòng bàn tay. Vài câu nói gấp gáp của một nữ nhân theo ánh lửa truyền ra. Môn chủ, không hay, vân trưởng lão đã trở về, diệu hạc chân nhân đi cùng với hắn, hiện đã tiến vào bên trong phường thị. Môn chủ, người hãy mau chuẩn bị cái gì rượu hạc lão quỷ cũng đến phạm phu nhân kinh hãi đem truyền âm phù xé nát sắc mặt vô cùng khó coi rượu hạc bích vân môn hàn lập mở to mắt hơi biến sắc nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại không phải hắn thì còn ai vào đây nữa hiện tại có muốn ngừng cũng không thể thủ hạ của vân thiên khiếu đã bị giết hết rồi hắn chỉ cần liếc qua một chút là có thể biết là có biến phạm phu nhân sắc mặt xanh mét nói nhưng sau khi thấy thái độ bình tĩnh của hàn lập trong mắt lại lóe lên tia hy vọng. Hàn lập thấy nữ nhân này nhìn mình chầm chầm, cũng không có tức giận nói. Phu nhân có ý gì? Chẳng lẽ bảo ta tìm tu sĩ Nguyên Anh kỳ để liều mạng sao? Bất quá hắn cũng không có kinh hoàng. Một khi đã không phải là đám gia hỏa man hồ tử, vạn thiên minh, thì hắn dù không thắng được nhưng cũng có thể vỗ mông mà bỏ chạy. Đặc biệt là sau khi có pháp bảo phong lôi xí, hắn càng tự tin là có thể thoát khỏi tay của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nếu còn chút cơ hội, hắn đương nhiên sẽ làm theo kế hoạch dùng truyền tống trận trở về nội tinh hải bởi vậy miệng hàn lập dù nói thế nhưng tâm thần lại chấn định rất nhanh phạm phu nhân nghe thấy hàn lập nói như vậy thì khuôn mặt lại càng tái hơn ngơ ngác đứng tại chỗ thân thể có chút trao đảo nhưng một lát sau ánh mắt hàn lập trở nên sắc bén khẽ liếm môi trầm giọng nói không biết diệu hạc cùng vân thiên khiếu có quan hệ gì nếu ta ra tay giết vân thiên khiếu hắn liệu có nhất định báo thù không nghe hàn lập hỏi phạm phu nhân có chút bất định nhưng lập tức hiểu ra mà vui mừng trả lời. Làm gì có quan hệ gì, Vân Thiên Khiếu chỉ dùng nữ nhân của diệu âm môn chúng ta làm cầu nối đặt chút quan hệ mà thôi. Mặc dù hắn cùng Vân Thiên Khiếu cùng hành tẩu nhưng nếu hứa hẹn cung cấp nhiều điều kiện hơn thì hắn nhất định sẽ không gây chuyện với diệu âm môn ta. Bất quá, Vân Thiên Khiếu phải không kịp cầu cứu hắn mới được, nếu không lão ta nhất định sẽ ra mặt. Vậy thì được, người dẫn Vân Thiên Khiếu tới căn phòng cách vách này, ta sẽ trong nháy mắt diệt hắn, khiến cho hắn không có thời gian hướng lão đạo cầu cứu. Chỉ cần ngươi trở thành môn chủ thật sự thì lão đạo sẽ không còn gì để nói nữa, sau đó ngươi dùng nhiều điều kiện tốt đáp ứng, mượn chút sức của Diệu Hạc là được Hàn Lập bình tĩnh phân tích tình thế cho Phạm Phu Nhân. Tốt, chuyện đã như thế này chỉ còn đường liều mạng thôi, tiền bối nhất định phải dốc toàn lực, trong thời gian ngắn giết Vân Thiên Khiếu mới được. Tiền bối hãy tạm tới một căn phòng ở phía sau, việc còn lại để tiện nữ lo Phạm Phu Nhân cũng không phải là một nữ nhân bình thường, bị buộc vào đường cùng đành cắn răng mà làm theo. Hàn lập nghe thế cũng không có chậm trễ chút nào, nhanh chân bước tới thính đường. Ngay sau thính đường có rất nhiều phòng trống nhỏ. Sau khi đi tới cổng của thính đường, Hàn lập đột nhiên nghĩ tới cái gì, chân ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo quay người hỏi. Phạm môn chủ, sau khi ta giết chết phân thiên khiếu, nếu người lại muốn vạch trần thân phận của ta, trở lại lấy lòng rượu hạc thì sao? Mặc kệ phu nhân có suy nghĩ này hay không, ta muốn để tỉnh ngươi một chút. Với thủ đoạn của ta hiện nay, dù hàn mỗ không phải là đối thủ của Diệu Hạc nhưng muốn chạy thoát khỏi tay lão thì rất dễ dàng. Đến lúc đó, ta làm chuyện gì át phu nhân cũng hiểu. Những lời này coi như là lời cảnh cáo của ta, phòng ngừa phu nhân nhất thời nói ra, làm ra chuyện không tốt với ta hàn lập nói xong thì thanh âm trở nên lạnh lẽo vô cùng. Phạm phu nhân nghe thế không khỏi ngẩn người biến sắc, khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tiền bối lại nói đùa rồi, thiếp thân làm sao có thể lấy oán báo ân chứ? Huống hồ, trưởng lão cũng không phải là một tu sĩ kết đan kỳ bình thường thiếp thân như thế nào lại không biết xin tiền bối cứ yên tâm sau khi người giết xong vân thiên khiếu thiếp thân nhất định sẽ làm đúng như là giao kèo giữa chúng ta nữ nhân này thần sắc tự nhiên sau đó chỉ trời mà thể độc hàn lập nghe xong nhìn kỹ phạm phu nhân vài lần sau đó mới quay đầu tiến vào bên trong thạch môn đi qua một đoạn thông đạo ngắn bước vào gian phòng cuối cùng gian thạch thất này hơi nhỏ một chút nhưng lại hoàn toàn bố trí giống như thính đường thân hình hàn lập chợt lóe sau đó lại xuất hiện tại chiếc ghế dựa hắn ngồi xuống hai mắt nhắm nghiền thu liếm linh khí không còn một chút nào phòng ngừa bị bọn rượu hạc phát giác hắn tin tưởng với tu vi kết đan hậu kỳ của mình có thể giấu được lão quái nguyên anh sơ kỳ nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi có giấu được rượu hạc hay không hắn cũng chỉ có thể nắm chắc bảy tám phần tất cả chỉ có thể cố gắng hết sức ở phòng bên phạm phu nhân đang ở trong một tâm trạng vô cùng lo sợ nàng mặc dù nghe hàn lập nói vô cùng tự tin nhưng lại không biết bằng tu vi của hàn lập có khả năng trong khoảnh khắc đánh chết phân thiên khiếu hay không mặc dù lần trước trong giao hoán hội hàn lập đã bộc lộ tu vi nhưng nàng rất rõ trong đó có bao nhiêu phần là kết quả do bất ngờ tạo ra bất quá nàng cũng là người có tâm cơ thâm trầm nên mạnh mẽ vận dụng tâm pháp áp chế tạp niệm xuống an vị tại ghế chủ tỏa, khẽ đảo ly trà trong tay nhẹ nhàng thưởng thức nàng mượn cử động này khiến cho thàn sắc rất nhanh trở lại bình thường lúc này bên ngoài thạch môn truyền đến một tràng tiếng động một lát sau một nho sinh cùng một trung niên đạo sĩ trước sau bước vào bên trong căn phòng diệu hạc tiền bối vân trưởng lão phạm phu nhân khuôn mặt có vẻ lộ ra thần sắc ngoài ý muốn hô lên nhanh chóng đặt chén trà trên tay xuống vội vàng đứng lên hướng diệu hạc chân nhân thi lễ diệu hạc chỉ lạnh nhạt hơi gật đầu không hề nói câu gì bộ dáng như là một cao nhân nhưng vân thiên khiếu sau khi tiến vào nội đường nhìn quanh một chút lông mày nhíu lại lộ ra vẻ nghi hoặc, sao lại không có vận cầm hầu hạ bên người môn chủ? chẳng lẽ nàng ta dám nhàn nhã vui chơi sao? ta nhất định phải giáo huấn nàng ta một trận mới được vân thiên khiếu sau khi đáp lễ, như là tức giận nói, vận cầm cô ấy, phạm phu nhân hơi chần chừ, liếc mắt nhìn diệu hạc, bộ dạng ấp ấp úng. môn chủ, diệu hạc tiền bối cũng không phải là người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi vân thiên khiếu đầu tiên là ngấn, ra sau đó lộ ra vẻ không vui nói. Nếu đã như thế, thiếp thân xin nói thẳng. Vận cầm đang tiếp đãi một vị tán tu, trên tay hắn có một số huyễn mộng thạch muốn bán. Nhà đầu vận cầm kia muốn đích thân cùng người này giao thiệp phạm phu nhân thấy cảnh này, cũng ra vẻ không hài lòng trả lời. Cái gì, huyễn mộng thạch, vân thiên khiếu xoay mặt cùng diệu hạc muốn nói gì đó, vừa nghe thế thì thân thể không khỏi run lên, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Diệu hạc chân nhân nghe thế, trong mắt tinh quang chợt lóe, hai mắt khép hờ lại. Hừ, đệ tử của vân trưởng lão thật giỏi. Dám cùng người đó một mình nói chuyện không cho môn chủ ta tham gia phạm phu nhân nói như thể là đang có một bụng hờn dỗi sắc mặt lạnh lẽo. Khổ, vân cầm đúng là đã quá bổn phận, nhưng ta tin nàng ta cũng không phải là cố ý. Môn chủ, bọn họ hiện đang ở nơi nào? Ta có chút lo ngại vân thiên khiếu ho khan vài cái, bâng quơ vài câu, sau đó quay mặt nhìn diệu hạc, bộ dáng vô cùng cung kính. Diệu hạc tiền bối, người trước hết chờ ta một chút. Ta xử lý chút chuyện nhỏ, tiếp theo sẽ quay lại bàn bạc chút chuyện mà chúng ta đã nói với nhau trên đường nếu vân đạo Hữu đã có chuyện quan trọng cần xử lý thì bần đạo ngồi đây một chút cũng không sao diệu hạc chân nhân mỉm cười không để ý nói vân thiên khiếu sau khi nghe rõ lời ấy vô cùng mừng rỡ sau đó ánh mắt nhìn vào phạm phu nhân vân trưởng lão đi theo ta ta dẫn người đi phạm phu nhân miễn cưỡng nói từ từ hướng thạch môn đi ra có vẻ rất là không tình nguyện vân thiên khiếu tâm tình sớm đã bị huyễn mộng thạch thu hút hết nhìn thấy cử động của Phạm Phu Nhân như thế, tiên nghi ngờ cuối cùng cũng biến mất, vội vàng theo sát. Mà Diệu Hạc thì liếc theo bóng hai người, rồi tự tìm ghế mà ngồi xuống. Một trước một sau, Vân Thiên Khiếu đã theo Phạm Phu Nhân đi đến một gian thạch thất cửa đóng kín ở cuối thông đạo. Đến rồi, các người cứ từ từ mà nói. Dù sao thì chuyện này, môn chủ ta căn bản có cũng như không Phạm Phu Nhân hừ một tiếng, chỉ ngón tay về phía thạch thất, tựa như là mang theo một bụng bất mãn mà bỏ đi. Vân Thiên Khiếu thấy thể chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý đẩy cửa bước vào. chương 557, ý ngoại sậu khởi. Sau khi bước vào bên trong căn phòng, Vân Thiên Khiếu nhìn thấy một nam nhân đang ngồi ở giữa phòng, trong tay có một vật trói mắt, tựa hồ như đang chơi đùa gì đó. Hắn kinh ngạc nhìn trái nhìn phải cũng không có thấy vận cầm, đầu tiên là ngẩn ra sau đó dùng mình, tinh thần trở nên cảnh giác. Các hạ là ai, nhà đầu vân cầm đâu? Hắn nhìn nam tử chậm rãi nói, pháp bảo trong cơ thể ở trong tư thế sẵn sàng phát động. Hắc hắc, Vân Huynh một thời gian lâu như vậy đã quên tại hạ sao? Nam tử đó khẽ cười một tiếng, đưa tay hướng về phía hắn. Là ngươi, Vân Thiên khiếu thấy rõ gương mặt của Nam tử, sắc mặt nhất thời biến đổi, không hề suy nghĩ, thân hình hóa thánh một đạo độn quang mà bay đi. Dừng, theo thanh âm của Nam tử, trên tay tỏa ra một đạo ánh sáng màu hồng, đột nhiên bay tới. Sau khi ánh sáng chợt lóe thì trên người Vân Thiên khiếu xuất hiện năm cái đồng hoàn, mấy cái đồng hoàn này cùng ngân lên, đồng thời khóa chặt lại. Vân Thiên khiếu quát to một tiếng, thân thể bị mang trở lại. Hắn kinh hãi muốn phóng pháp bảo ra, nhưng trong cơ thể pháp bảo hoàn toàn không nhúc nhích, như là đang bị giam cầm vậy. Diệu hạc tiền bối, mau cứu mạng, Vân Thiên khiếu hồn vía bay lên trời, bất chấp mọi chuyện, hoảng sợ hét lên. Hắn cũng chỉ có thể nói ra một câu duy nhất này, nam tử phía trước khẽ mấp máy miệng, một đạo cầu vòng bay đến, nhanh chóng chém đứt cái đầu của hắn xuống. Sau đó nam tử không hề trần trừ mà ngoắc tay một cái, túi chữ vật liền bay đến, ngũ hành hoàn cùng thanh quang cũng quay trở lại người Hàn Lập. Những động tác liên tiếp này, nhanh như chấp trong phút chốc đã hoàn thành. Ngay khi mà túi chữ vật tới tay Hàn Lập thì oanh một tiếng, một tiếng xé gió nhanh chóng lao tới. Vách đá trên tường bỗng nhiên bị phá ra, thấp thoáng trong lớp cho bụi là thân hình của diệu hạc chân nhân. Lão đạo âm trầm liếc thân thể không đầu ở trên mặt đất, sau đó nhìn Hàn Lập, sát khí chợt lóe trong miệng khẽ gầm lên. Muốn chết, theo ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang chói mắt vô cùng nóng, trong nháy mắt hướng về phía Hàn Lập. Hàn Lập đồng tử co rút lại, trong lòng phát lạnh. Ngũ hành hoàn trong tay nhanh chóng biến lớn, hóa thành cử hoàn nhiều màu, bao lấy hắn ở bên trong. Đồng thời bàn tay mở ra, hai viên ngọc nhị ý màu vàng và hồng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên từ sau khi tu vi Hàn Lập thăng tiến, dựa vào cổ bảo nghênh chiến trực tiếp với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tâm lý dĩ nhiên có một phần là muốn dò xét bởi thế tuy khuôn mặt trấn tĩnh nhưng tinh thần lại bất ổn, một chút nắm chắc cũng không có. Phanh một yếng vang lên, bạch quang cũng ngũ sắc cuối cùng cũng va chạm. Hàn lập cảm thấy thân thể như là bị búa tạ đánh trúng, thân thể bay ra, và mạnh vào thạch bích đằng sau khiến cho cả động rung chuyển. Ồ, trong khi hàn lập đang choáng váng, hoa mắt chóng mặt thì đối diện lại vang lên một âm thanh kinh ngạc. Trước mắt bạch quang lại phát động, hàn lập hít hơi, đem ngọc như ý hung hăng vung lên. Trong màn hào quang ngũ sắc, Xuất hiện hai luồng ánh sáng màu hồng và vàng. Lại là một kích vô cùng mạnh mẽ, so với lúc trước còn có phần kinh khủng hơn. Hắn thụt lùi vài bước rồi lảo đảo, thân hình cố gắng đứng vững. Hàn Lập trong lòng bình tĩnh, đồng thời tâm niệm vừa động, một đôi cánh màu trắng xuất hiện sau lưng. Oanh, u, u, tiếng sấm cùng tiếng gió hòa vào nhau, hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vừa lúc tránh khỏi công kích tiếp theo của Bạch Quang. Lúc này Hàn Lập mới thấy rõ Bạch Quang kia là cái gì, đó là một cái chùy nhỏ bằng ngọc. Trên đầu chùy có rất nhiều phù văn, chỉ lớn chừng bàn tay tỏa ra linh khí kinh người. Diệu Hạc không thể đánh chúng, khuôn mặt hơi biến sắc. Thân hình khẽ động vù một tiếng, tiểu chùy quay trở về trong tay áo rộng thùng thình. Không thể tin được trên người một tu sĩ kết đan kỳ lại có nhiều cổ bảo như vậy. Người tên gì? Diệu Hạc trong mắt hiện ra một tia sắc bén hỏi. Hàn Lập mở miệng định nói thì Phạm Phu Nhân đẩy thạch môn tiến vào bên trong. Diệu Hạc tiền bối, Người này là lệ tiền bối mà vãn bối mời tới để giúp đỡ ứng phó với Vân Thiên Khiếu. Xin tiền bối yên tâm, tạc tử này đáp ứng người điều gì thì vãn bối sẽ đáp ứng bồi thường gấp đôi phạm phu nhân cung kính thi lễ với diệu hạc chân nhân mà nói. Nghe lời này, chán diệu hạc nhíu lại, ánh mắt lưu chuyển trên thi thể dưới đất, sắc mặt lưỡng lự. Hàn lập chỉ đứng ở một bên không nói câu nào, nhưng phạm phu nhân thấy điệu bộ này của diệu hạc, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương. Tốt, một khi đã là chuyện nội nổ nộ của diệu âm môn, Ta sẽ không can thiệp. Phạm Môn chủ đừng quên những điều vừa nói rượu hạc khôi phục lại vẻ bình thường, chậm rãi nói. Xin tiền bối yên tâm, thiếp thân sao dám nuốt lời phạm phu nhân như là gỡ được mối vướng mắc trong lòng, cười tươi như hoa cam đoan nói. Lão đạo gật đầu, sau đó liếc nhìn Hàn Lập một cái, khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi. Vị đạo hữu này trước đây tu hành ở nơi nào? Khuôn mặt rất lạ hắn trầm mặc một chút, rồi đột nhiên mở miệng hỏi. Vãn bối, Hàn Lập dùng mình suy nghĩ một chút, định nói vài câu đánh tan nghi ngờ của vị lão tiền bối này. Nhưng hắn vừa mới nói xong hai chữ thì trên mặt thanh quang chất động, ánh mắt đại biến. Phong linh kính trong cơ thể bị kim ti bao vây, ngay lúc này lại bộc phát mãnh liệt. Xem bộ dáng hung mãnh này thì có thể thấy liệt phong thú phong hy rõ ràng là đang ở cách đây không xa. Hàn lập kinh hãi, đem 10 thành công lực áp chế mới có thể mang phong linh kính trở lại trạng thái bình thường. Nhưng chỉ như vậy, trên người hắn cũng đã xuất ra đầy mồ hôi lạnh. Hàn Lập trải qua nguy cơ này vừa mới kịp hít một hơi thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệu Hạc Chân Nhân, ánh mắt hắn còn có một tia vui mừng xen lẫn sợ hãi cực kỳ cổ quái. Hàn Lập thấy cảnh đó, đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó nghĩ tới một chuyện, sờ khuôn mặt mình một chút, quả nhiên là hoán hình quyết đã mất tác dụng, hắn đã trở lại khuôn mặt của chính mình. Hàn Lập, Diệu Hạc Chân Nhân vẻ mặt dữ tợn, hô lên tên của Hàn Lập. Hàn Lập nhất thời xanh mặt, thầm kêu khổ, hắn không kịp suy nghĩ nhiều hai cánh sau lưng trượt lóe, trong tiếng sấm thân hình đột nhiên biến mất. mà cùng lúc đó, tay áo của lão đạo vung lên cũng biến mất không bóng dáng. trong phòng chỉ còn lại phạm phu nhân, thần tình đầy vẻ phức tạp. trên bầu trời của song phong đảo, ngân quang chấp động, thân hình hàn lập đột nhiên xuất hiện tại nơi này. sau đó một khắc, một đạo bạch quang cũng lóe lên hướng về phía hàn lập bay tới. sắc mặt hàn lập trầm xuống, ít tà thần lôi trong cơ thể mạnh mẽ hướng tới phong lôi xí cùng với tiếng sấm hàn lập lại biến mất rồi xuất hiện cách đó trăm trượt, sau đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện. Trong nháy mắt, hàn lập đã hóa thành một hắc điểm càng lúc càng xa. Diệu hạc chân nhân trong bạch quang thấy cảnh này, tâm lý có chút hoảng sợ. Hắn không cần suy nghĩ nhiều mà cho rằng hai cánh ở sau lưng hàn lập chính là do bảo vật trong hư thiên đỉnh tạo ra, nên trong lòng càng phát nóng. Hắn hô khẽ một tiếng, liền hóa thành một đạo cầu vồng trói mắt. Trong không trung lập tức truyền đến những tiếng xẹt xẹt xé gió, cầu vồng cũng hóa thành một quang điểm, hướng về phía Hàn Lập ở xa xa mà đuổi tới. Trong nháy mắt, quang điểm cùng hắc điểm đều biến mất. Hàn Lập ở phía trước dùng ích tà thần lôi kích thích phong lôi xí bay với tốc độ cực nhanh khiến cho người ta sợ hãi, đem Diệu Hạc chân nhân bỏ rất xa ở đằng sau. Theo tốc độ này thì không bao lâu có thể bỏ rơi lão đạo, nhưng lúc này, phong linh kính lại thường xuyên phát tác. Cơ hồ thời gian chừng một bữa cơm là nó lại phát tác một lần, bước hàn lập không thể nào không dừng lại để dùng linh khí áp chế không cho phong linh kính phản phệ. Nhờ trì hoãn như thế nên diệu hạc chân nhân lại có cơ hội, dùng thần thức gắt gao đuổi theo hắn không tha. Nhưng đây không phải là điều mà hàn lập lo lắng, cái chính là phong linh kính càng ngày càng trở nên lợi hại, chứng tỏ phong hy đang đến ngày càng gần. Điều này làm cho hàn lập lo lắng vô cùng, bất đắc dĩ, hắn hướng tới hòn đảo nhỏ có truyền tống trận mà bay đi. Hắn hy vọng theo mệnh lệnh của Phạm Phu Nhân thì nó đã được hoàn toàn sửa xong. Chỉ cần trước khi Diệu Hạc cùng Phong Hy có thể đuổi tới nơi này, hắn có thể trốn vào đảo thì còn hy vọng sống sót. Dù tốc độ của Phong lôi xí vô cùng nhanh, nhưng cũng tiêu hao ích tả thần lôi không ít. Bởi vậy Hàn Lập sau khi đem Diệu Hạc bỏ xa liền thu hồi cánh, khoác huyết sắc phi phong lên người. Sau đó lại hóa thành một đạo quyết quang, hướng tới đảo nhỏ mà bay đi. chương 558, Liệt Phong tái hiện, Hàn Lập một mặt gấp rút độn quang phi hành, một mặt cực lực áp chế dị trạng bên trong cơ thể phong linh kính phát tác khiến cho thân thể hắn run lên nhảy nhẹ càng lúc càng khó khống chế điều này khiến cho trong lòng hàn lập ngày một trầm trọng đến bây giờ hắn mới biết không phải là phong hy vì luyện chế pháp bảo mà hao tổn nguyên lực nguyên nhân chính là hắn phải áp chế lục dịch phản phệ cho nên lúc ấy uy lực thúc giục phong linh kính giảm đi nhiều nếu không ngày đó có bỏ rơi được yêu thú này hay không cũng là chuyện khó nói nhưng khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ xa xa hàn lập tâm lý có chút nhẹ nhõm vốn phải tốn hai ngày lộ trình nhưng bởi tốc độ của hắn vô cùng cao nên chỉ cần phân nửa thời gian là có thể tới nơi. Chỉ cần truyền tống trận hoàn thành thì hắn có thể bình yên trở về nội tinh hải. Dù còn cố kỵ một vài lão quái nguyên anh kỳ nhưng so với ở đây bị yêu thú liệt phong thú kia với tốc độ biến thái kia truy bắt thì còn tốt hơn nhiều. Khi Hàn Lập đang đánh giá tình thế, thì đằng sau vang lên thanh âm của Diệu Hạc chân nhân. Hàn đạo hữu, bần đạo không có ác ý, chỉ là muốn lấy một viên bổ thiên đan mà thôi. Đạo hữu cần gì phải bay xa cả ngàn dặm như vậy." Thanh âm ung dung của Diệu Hạc chân nhân truyền đến, bình thản mà an tường, không có một chút tức giận, lại mơ hồ có vẻ hiền từ, làm cho người khác dễ dàng nhận thấy không có chút địch ý nào, lại dễ khiến nảy sinh hảo cảm. Hàn Lập nghe thế lại hoàn toàn không thấy có chút hảo cảm nào cả, trong lòng còn thầm mắng to. Bởi vì dùng huyết sắc phi phong nên tốc độ đại giảm, quay đầu lại có thể nhìn thấy thân ảnh của Diệu Hạc chân nhân ở xa xa lão đạo này cũng không biết tu luyện pháp môn gì lại có thể đuổi ngay sát hắn thanh âm ngập tràn mê hoặc không ngừng làm phiền hắn hàn lập nhất thời không đề phòng thiếu chút nữa thì không còn đường mà chạy may mắn đại diễn quyết trong cơ thể tự động vận hành hộ thân làm cho hắn kịp thời tỉnh ngỗ mới tránh khỏi cảnh chui đầu vào giọ dù thế cũng đủ để khiến cho hàn lập toàn thân đầy mồ hôi lạnh mê hồn thuật mà nguyên anh kỳ thi triển thật là vô cùng lợi hại trình độ của phạm phu nhân còn xa mới có thể sánh bằng về phần lời nói của lão đạo là muốn đổi bổ thiên đan, hoàn toàn không có chút ác ý, thì trừ khi đầu óc ngu độn mới tin là thật. Mắt thấy hòn đảo nhỏ ngay trước mắt, Hàn Lập không dám chậm trễ, màu đỏ của phi phong chợt lóe, phi độn vào đảo. Nhưng đúng lúc này, chân trời đối diện chớp động ánh sáng, tiếp theo là một tiếng rít xuyên thấu trời vang lên. Một điểm đen mơ hồ xuất hiện, trong nháy mắt, điểm đen lại phóng đại lên vài lần, đúng là một tốc độ khủng khiếp, rất nhanh bay đến nơi này. Hàn Lập vừa thấy thì trong lòng kinh hãi. Cho dù chưa thấy rõ hình dáng đối phương, nhưng chỉ với tốc độ này thì không thể còn ai khác ngoài yêu thú liệt phong thú chín cấp kia. Hàn lập miệng đắng ngắt, không suy nghĩ nhiều, sau lưng lại sáng lỏa ánh sáng, một đôi cánh lại hiện ra. Nếu mà yêu thú này đã xuất hiện, hắn chỉ còn cách tới hòn đảo nhỏ kia trước mới có cơ hội sống sót. Nếu không, cho dù bây giờ hắn xoay người bỏ chạy thì dù cho ích tà thần lôi có cạn kiệt thì cũng chưa chắc đã bỏ rơi được tên yêu thú đó. Nghĩ tới đây, thân thể hàn lập lại biến mất trong tiếng sấm. Cả người hóa thành một đạo điện hồ màu bạc, trong phút chốc hướng về hòn đảo mà phi độn tới. Diệu Hạc ở đằng sau nghe thấy tiếng rít kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Dù lão không biết người đến là ai, nhưng mơ hồ nhận ra đó là một nhân vật vô cùng lợi hại. Mà thấy Hàn Lập điên cuồng phóng đi thì cho rằng, kẻ đó cũng là do việc cướp hư thiên đỉnh mà tới, trong lòng vô cùng khẩn trương. Diệu Hạc trong tình thế cấp bách, không tiếc hao tổn chân nguyên, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Ngụm máu này sau khi rơi khỏi miệng thì hóa thành một mảng lớn huyết vụ, đem lão đạo ẩn vào bên trong. Trên áo của lão đạo có hình một con bạch hạc, ánh sáng lóe lên, đem huyết vụ ở phụ cận hút hết vào bên trong, hình vẽ bạch hạc kia trong phút chốc hóa thành màu đỏ. Diệu hạc không trần chờ, thân hình xoay chuyển, làm cho lớp áo trắng phát ra một tiếng ông ông, trên bầu trời hiện lên một quầng ánh sáng chói mắt, một con hạc đỏ như máu bắt đầu lan tỏa ra từ trên người lão. Con hạc này vô cùng to lớn, toàn thân màu đỏ, hai mắt xanh biếc. Diệu Hạc thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm, thân hình thoáng chốc đã cưỡi lên trên người huyết hạc. Sau đó hắn vỗ lên trên đầu hạc, lục quang trong mắt huyết hạc lóe lên, hai cánh mở ra, trong phút chốc đã mang lão đạo phóng đi ngoài 10 trường. Tốc độ dù không bằng hàn lập khi thuấn di bằng lôi đột, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn gấp bội. Vì vậy mà trên bầu trời xuất hiện một màn quỷ dị. Hàn lập ở phía trước dùng phong lôi xí di động quỷ mị, đối diện chính là một bóng đen không ngừng lao đến vùn vụt, đằng sau là diệu hạc cưới huyết hạc đuổi theo. Nhưng chỉ trong vài cái nháy mắt, Hàn Lập đã tới hòn đảo nhỏ. Lúc này bóng đen đối diện với tốc độ khó mà tưởng tượng, chỉ còn cách hắn hơn ngàn trường. Hàn Lập liếc mắt đã thấy rõ đối phương, trong lòng không khỏi run lên. Xa xa xuất hiện một yêu thú thân trên là thân chim, thân dưới lại là một cái đuôi cá khổng lồ, đôi cánh chim dài hơn trường, cùng hai móng vuốt vô cùng sắc bén, dưới bụng có vải cá lớn cả tấc, thanh quang lập lòe phong hy đã hiện ra bản thể là liệt phong thú để đuổi giết tuy khi yêu thú cấp cao hiện nguyên hình cùng con người tranh đấu có chút bất tiện nhưng lại có thể mang thiên phú của yêu thú phát huy đến cực điểm chỉ riêng tốc độ của liệt phong thú thôi đã nhanh đến mức khủng bố rồi hàn lập hít sâu một hơi không dám tiếp tục trì hoãn người đã ở phía trên của lớp bảo vệ của đảo sau đó hào quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng yêu thú vừa thấy cảnh này thì miệng rít lên một tiếng hai cánh vỗ mạnh vài lần hơn ngàn trượng khoảng cách lập tức bị thu lại, lập tức tới ở ngay phía trên đảo. Tiếp theo thanh quang lại chấp động, yêu thú liền biến thành hình người. Đúng lúc đó, diệu hạc cưỡi huyết hạc cũng bay đến nơi. Hắn thấy màn hóa hình của Phong Hy thì kinh hãi vô cùng, hình dáng cùng tướng mạo của Phong Hy có thể nói là vô cùng hy hữu trong loài người. Yêu thú cấp 9, nhưng lại có tốc độ của yêu thú thuộc họ chim. Đào mắt một cái, diệu hạc cho ra một phán đoán làm cho hắn lạnh cả người. Bình thường khi con người cùng yêu thú cấp cao va chạm, mặc dù không nhất thiết phải là ngươi sống ta chết nhưng nếu thực lực hai bên tương đương thì huyết chiến là không thể nào tránh khỏi không kể lại yêu đan của yêu thú cấp cao hay kim đan cùng nguyên anh của tu sĩ nhân loại hai bên đều vô cùng khao khát mà chân thân của đối phương là yêu thú cấp 9, so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ còn mạnh hơn một chút hôm nay gặp khiến cho lão đạo không ngừng kêu khổ nếu là bình thường tất nhiên diệu hạc không nói một lời mà quay đầu bỏ chạy nhưng hư thiên đỉnh ở trước mắt hắn không thể từ bỏ vì thế sau khi bình tĩnh lại, hai tay liền vung lên, xuất ra rất nhiều cổ kính màu lam, tay kia cầm tiểu trùy bích ngọc. Có hai cổ bảo trong tay, lão đạo vô cùng tự tin, sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương không nói một lời. Bên kia Phong Hy cũng thấy diệu âm chân nhân, nhưng hiện tại tâm trí của hắn đều đặt ở trên người Hàn Lập, làm sao có thời gian quản hành động đầy địch ý này của lão đạo. Hắn lúc nãy thấy hai cánh sau lưng Hàn Lập, thấy ngoài hắn ra cũng có người có thể dùng pháp bảo này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, lòng lại càng đau xót hơn. Nếu bây giờ có đánh chết Hàn Lập, luyện hóa lại phong lôi xí thì cũng chỉ có thể phát huy uy lực của nó bảy phần là cùng. Bảo sao hắn không hận Hàn Lập đến thấu xương, bởi vậy khi đối mặt với Diệu Hạc, hắn chỉ hô lên một tiếng cút. Sau đó thân mình chợt hóa thành một đạo thanh quang, biến mất bên trong lớp phòng vệ của đảo. Lần này, Diệu Hạc chân nhân có chút giật mình, nhưng sau khi cắn răng, hắn cũng cưỡi huyết hạc bay xuống. Hư Thiên Đỉnh là đệ nhất bảo bối của loạn tinh hải, khiến cho hắn dù có phải liều mạng già cũng phải liều một lần hàn lập lúc này một đạp phá tan thạch môn trực tiếp phi độn tiến vào bên trong thông đạo sau mấy lần lôi độn liền xuất hiện tại quảng trường chứa truyền tống trận đang có mấy nam nữ tu sĩ của diệu âm môn đang cười nói ở đó vừa thấy hàn lập xuất hiện không khỏi kinh ngạc không nói lên lời truyền tống trận đã hoàn thành chưa hàn lập ngân quang chợt lóe đến bên cạnh truyền tống trận nhìn những nam nữ này mà điên cuồng hét lên lệ tiền bối truyền tống trận đã hoàn thành, nhưng chưa có thử qua một vị nữ tu vô cùng xinh đẹp trong nhóm nhận ra người mà môn chủ lấy làm chỗ dạ, cung kính đáp hướng tới mà Hàn Lập giải thích tỉ mỉ. Nhưng mà Hàn Lập vừa nghe nói trận hoàn thành thì không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, thân hình chợt lóe lên chạy hào vào bên trong truyền tống trận. Cơ hồ cùng lúc đó, chân của đại sảnh vỡ ra, phong hy từ trên trời bay xuống. Hàn Lập sắc nhợt trắng nhợt, chương 559, quỷ dị thác nhận, phong hy thấy hàn lập trong truyền tống trận thì thần sắc cũng đại biến hắn mặc dù cho rằng hàn lập đi đến đảo này là tìm tử lộ nhưng tâm lý cũng có hoài nghi không nghĩ tới lại có truyền tống trận tại đây mắt thấy hàn lập đánh ra một đạo pháp quyết cùng một ngụm tinh huyết không tiếc hao tổn chân nguyên trong thân thể để khởi động truyền tống trận tiếng gió nổi lên vù vù không hắn vô cùng kinh hãi hét lên một tiếng không hề suy nghĩ gì há miệng phóng nhanh một đạo thanh quang đến một góc của truyền tống trận chỉ cần hủy truyền tống trận Hàn lập tất sẽ rơi vào tay hắn. Khi phóng ra công kích này, đồng thời yêu thú thân hình thấp thoáng, hướng tới truyền tống trận mà phóng đi, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hy vọng có thể cắt đứt quá trình truyền tống của Hàn Lập. Nhưng động tác của hắn hơi chậm một chút, Hàn Lập ngoại trừ bắn ra 10 đạo kiếm khí tạm thời ngăn cản thanh quang kia ra, đối mặt với thế đánh hung tợ của liệt phong thú hoàn toàn không có ý tránh né. Bởi vì pháp trận đã tỏa ra quang mang màu trắng sữa, đem thân hình Hàn Lập cuốn vào trong đó khi phong hy đến trước pháp trận thì hình dáng của hàn lập trở nên mơ hồ trong màn hào quang rồi biến mất không còn bóng dáng đại sảnh chỉ còn lưu lại tiếng rú giận lôi đình của liệt phong thú hắn cũng không bia pháp trận này thông đến đâu cũng không có truyền thống phù trong người tất nhiên không dám nhảy vào pháp trận để đuổi theo lúc này diệu hạc cũng xuyên qua nóc nhà tiến vào nhìn thấy bạch quang ảm đạm của pháp trận vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng ảm đạm đan sen nhưng lúc này phong hy đột nhiên quay đầu dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn đạo sĩ không chấp, sát khí thoáng qua trên khuôn mặt. Nhân loại ở đây, tất cả đều phải chết liệt phong thú bị sự thật là hàn lập trốn thoát khỏi tay làm cho cuốn tính đại phát, mắt thấy rượu hạc tiến vào, đem một bụng đầy oán khí mà chút lên trên người đối phương. Cả người yêu tộc này quang mang mở rộng, phút chốc hóa thành một đạo cầu vồng, khí thế hung hãn hướng tới rượu hạc mà đánh tới. Rượu hạc thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, không suy nghĩ nhiều mà đem cổ kính cũng ngọc trùy trong tay cùng ném ra các luồng ánh sáng va chạm với nhau trong không trung. Hơn một tháng sau, tu sĩ nhân loại ở hải vực phụ cận truyền ra một tin đồn. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ diệu hạc chân nhân bị một gã yêu thú cấp 9 đánh tan tác thân thể, phải xuất hồn khỏi thân mới có thể đem Nguyên Anh trốn trở về động phủ. Trong lúc nhất thời nhân loại lần nữa lại bị sự hung hãn của yêu thú làm cho sợ hãi. Bọn họ vạn lần không nghĩ tới, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mấy tháng sau, giao long tộc trong thâm uyên đột nhiên phái ra rất nhiều thành viên cấp cao, Rời khỏi biển sâu, tụ tập tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ của nhân loại. Mặc dù chỉ kéo dài vài năm thời gian nhưng lại tạo thành tổn thất lớn cho tu sĩ cấp cao, thậm chí có thể so sánh với thương vong trong trận thú triều. Trong đó cũng có hai lão quái nguyên anh kỳ bị giao long cấp 8 9 vây công, kết cục cũng bị trọng thương. Lần này, các tu sĩ ở hải vực phụ cận đều biến sắc, không dám xuất động ra ngoài, tình huống này liên tục duy trì vài chục năm sau mới dần bình thường trở lại. Chẳng qua làm cho một số tu sĩ may mắn chạy thoát trong tay yêu thú buồn bực là, mấy yêu thú này trước khi động thủ bao giờ cũng hỏi một lần xem bọn họ có tu sĩ kết đan kỳ họ lệ hay không. Nếu không trả lời được liền bị bọn chúng ra tay đánh không chút khách khí. Kể từ đó, tu sĩ nào cũng đoán ra, lần công kích này của Giao Long có 89 phần là liên quan đến tu sĩ họ lệ kia. Không biết người này đã làm gì để cho chọc giận tới Giao Long nhất tộc. Việc này truyền ra khiến cho ai ai cũng mắng tên tu sĩ kia ngu ngốc sức họa, nếu mà tìm ra vị tu sĩ này không chừng đã mang hắn tới giao cho giao long tộc làm lễ tạ tội rồi bất quá mặc cho bọn họ buồn bực mặc dù tu sĩ cấp cao bị tổn hại nhưng lại hoàn toàn không có chút tung tích của tu sĩ họ lệ kia bọn họ muốn hỏi tội cũng không biết tìm ai mà hỏi bỏ lại sau lưng hàng vạn người nguyền rủa hàn lập cầm trong tay đại na di lệch trong làn ánh sáng xuất hiện tại một địa phương xa lạ với cá tình cẩn thận của hắn trước khi đi ra từ truyền tống trận đã sớm làm công tác chuẩn bị đầy đủ đem dung mạo của bản thân biến thành một người xa lạ nhưng khi hắn vừa từ truyền tống trận ra chưa chấm dứt mê muội thì một thanh âm lười biếng vang lên các hạ xem ra cũng đi một mình hai người bọn ta hình như là đến sớm nhất những người khác còn chưa tới nghe được thanh âm này hàn lập dùng mình nhưng đầu óc rất nhanh bình tĩnh lại ưng ừ một tiếng mới hướng một bên nhìn lại cách truyền tống trận không xa có một người mặc áo đen đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá lớn thấy hàn lập nhìn lại mới mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng nhưng khi hàn lập thấy tướng mạo người này lập tức bị hù dọa một trận người này thật sự kinh khủng mặt vừa khô vừa gầy gần giống như là một cái đầu lâu hơn nữa sau khi cười hai mắt lấp lóe lam quang nhưng hàn lập chỉ hoảng sợ trong lòng thôi không dám có chút khinh thị nào bởi vì chỉ cần tra xét qua là có thể thấy tu vi kết đan trung kỳ của hắn tu sĩ cấp cao như thế ở loạn tinh hải đã là vô cùng hiếm thấy rồi người này cũng đã nhận ra tu vi kết đan hậu kỳ của hàn lập cũng vô cùng kinh ngạc, những lời nói sau đó trở nên khách khí hơn rất nhiều. Huynh đài ngồi một bên nghỉ một lát, những người khác cũng sẽ đến nhanh thôi. Lần hành động này có thể mang đến không ít chỗ tốt, Khô Lâu cười nói. Hàn Lập âm thầm kinh ngạc, với việc không biết rõ tình hình hiện tại, cũng không dám sơ hở, Lặng Yên bảo trì thần sắc không thay đổi. Lúc này Hàn Lập cũng đã thấy tình hình xung quanh, tâm lý cũng buông lỏng đi nhiều. Nơi này giống như là một sơn động, cao và rộng hơn 20 trượng hơn nữa ngoài cái truyền tống trận dưới chân hắn thì bên cạnh còn có hai truyền tống trận khác nữa nơi này mọi thứ đều giống như là lời miêu tả của phạm phu nhân về hoàng minh đảo hắn cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong quá trình truyền tống cuối cùng cũng đã trở lại nội tinh hải phải biết là theo như lời đệ tử của diệu âm môn nói thì truyền tống trận này chưa từng kiểm tra hàn lập trong lòn cũng có chút bất an hôm nay kể ra vận khí cũng không tồi đúng lúc khi khô lâu kia nói chuyện cùng hắn thì một pháp trận lại lấp lóe ánh sáng mơ hồ có một thân ảnh cao cao xuất hiện. Thấy vậy, người áo đen trong mắt sáng bừng lên, lập tức đứng dậy đi đến đó. Nhân cơ hội này, Hàn Lập phóng ra hai tia kiếm khí màu xanh, khắc lên phía trên truyền tống trận hai vết nứt mà mắt thường khó phân biệt. Do đó khiến cho truyền tống trận mất đi tác dụng, hắn sẽ không phải sợ diệu hạc hay liệt phong thú vạn nhất có truyền tống phù mà đến nơi này. Động tác Hàn Lập vô cùng bí mật, người áo bảo đen cùng người vừa mới đến có khuôn mặt hung ác cũng không có phát hiện ra. Hai người đó tựa hồ như là đang cười nói với nhau. Hàn Lập thấy cảnh này, khuôn mặt không đổi, rời khỏi truyền tống trận hướng về ngoài động đi ra. Nhưng hắn vừa rời chân mấy bước thì phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của Khô Lâu. "Này vị huynh đài, mọi người còn chưa đến đủ, ta nhận được thông tin có 5 người hôm nay đồng loạt hành động. Tên nắm giữ mệnh lệnh hành động và tên còn lại chưa tới. Chúng ta tốt nhất là tạm thời ở trong động chờ, nếu không lại xảy ra chuyện không hay." chẳng lẽ hàn đài lần đầu tham gia hoạt động này ta thấy khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ người áo đen khuôn mặt còn chút kinh ngạc nhưng sau đó lại thong thả nói chẳng hiểu vì sao từ đầu đến cuối hắn vẫn không có nghi ngờ thân phận của hàn lập hàn lập nhíu mày nhưng lập tức lộ ra thanh âm có chút bất mãn sao lại phiền toái lúc ta đến người đâu có nói là có cái quy củ này Hi hi, khẳng định là tu vi của đạo hữu rất cao nên cái tên đưa huynh đài truyền thống đi cũng không dám nói cái gì nhưng huynh đài nên nhẫn nại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể tiêu giao một trận khô lâu cười cười hắc hắc nói, không biết là có ý gì. Hàn lập nghe đến đó, chuyện bên trong cũng đã hiểu ra bảy tám phần. Hai con mắt hắn chuyển động, đang muốn lên tiếng thì lại có ánh sáng lóe lên, lần này đúng là có hai người xuất hiện bên trên truyền tống trận. Một người áo xám dâu tóc bạc phơ, người kia là một thanh niên gầy gò. Trong mắt hàn lập lóe lên dị sắc, trên tay áo rộng thùng thình của lão giả có theo dấu hiệu ngọn lửa màu xanh, trông rất sinh động, mơ hồ có linh khí chấp động, hình như không phải là dấu hiệu tầm thường. Sau khi hai người này đến thì đã đầy đủ năm người. Trong đó Hàn Lập là kết đan hậu kỳ, Khô Lâu là kết đan trung kỳ, Đại Hán cũng lão giả là kết đan sơ kỳ, còn thanh niên kia chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ. chương 560, Nguyên Giao giữ thanh dương môn. Trong nhóm tu sĩ này, Khô Lâu cùng hai người hán tử, lão giả là tựa hồ không quen biết. Ngay cả những người còn lại cũng không một ai hỏi đến lai lịch của Hàn Lập. Trong đó hán tử sau khi thấy đã đủ nhân số 5 người thì không hề chần chừ nữa, hướng tới đám người Hàn Lập ôm quyền nói. Tại Hạ Kha Vũ, phân mệnh tới báo nhiệm vụ cùng dẫn đường cho ba vị tiền bối. Đây là lệnh bài của Tại Hạ, xin ba vị tiền bối kiểm tra hán tử nói xong rút từ bên hông ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Hàn Lập, hiển nhiên lấy Hàn Lập tu vi cao nhất là người dẫn đầu. Hàn Lập vươn tay cầm lấy lệnh bài kia, liếc qua một chút rồi không buồn để ý ném cho khô lấu ở một bên, hai mắt khô lâu xây chung liếc qua rồi ném trở lại tay của hán từ kia miệng lười biếng nói lệnh bài thì có cái gì mà xem nếu không phải được cho phép thì một tu sĩ trúc cơ kỳ như người làm sao có tư cách truyền tống tới đây thân phận mấy người chúng ta cũng không cần kiểm tra tụ tập đến nơi này ngoại trừ người nhận được lệnh của chấp pháp ra thì làm gì có người ngoài có nhiệm vụ gì cứ nói thẳng ra đi khô lâu kia bộ dáng vô cùng quen thuộc với chuyện này sau khi nói xong lộ ra vẻ mất kiên nhẫn Hán tử Kha Vũ đối diện nghe thấy lời đó thì có chút trần chừ, nhưng sau đó cười xấu hổ, không kiểm nghiệm thân phận đám người Hàn lập nữa mà vội ho một tiếng, giới thiệu lão giả bên cạnh. Vị tiền bối này là hộ pháp của Thanh Dương môn, nhiệm vụ lần này đến là để trợ giúp ba vị tiền bối bắt khâm phạm của Thanh Dương môn. Thủ tục cụ thể thì các vị tiền bối tự thương lượng, vãn bối chỉ phụ trách giới thiệu mà thôi. Kha Vũ sau khi nói xong nhu thuận lui dần về phía sau, tạo điều kiện cho lão giả và bọn Hàn lập tự tạo quan hệ. Thanh Dương môn. Chẳng lẽ là Tam Dương thượng nhân của Thanh Dương môn? Hai mắt khô lâu lam quang chợt lóe, lộ lên vẻ kinh dị. Hắn tử hung ác ở bên cạnh Hàn Lập nghe thế cũng biến sắc. Ha ha, xem ra tại hạ cũng không cần nhiều lời, ba vị đều biết đến vị tổ sư hàng đầu của tế môn. Đáng lẽ ra, tổ sư tự mình hướng tới Lục Đạo Minh chủ của Quý Minh đưa ra thỉnh cầu hiệp trợ. Nhưng mà người này tuy là tu sĩ kết đan sơ kỳ nhưng lại mang trong mình bảo vật của Thanh Dương môn, trốn thoát đã nhiều năm. Gần đây bổn môn trong lúc vội ý mới biết hiện hắn ở nơi nào vốn tổ sư định tự mình ra tay thì việc đó vô cùng dễ dàng nhưng người lại đang có việc quan trọng thật sự không thể phân thân lúc này mới thỉnh các vị đạo hữu ra tay tương trợ ta nghĩ bốn vị cao thủ kết đan kỳ liên thủ có thể bắt được yêu nữ này trưởng lão thanh dương môn mỉm cười hướng ba người chắp tay nói nhưng sau khi nói đến câu cuối cùng khuôn mặt bỗng chốc lạnh lẽo chẳng lẽ là nữ tu vừa nghe thấy chữ yêu nữ thì hắn tử hung ác nghi hoặc hỏi Hàn Lập nhướn mày, dường như là nhớ tới cái gì đó. Không sai, yêu nữ này tên gọi là Nguyên Giao, là thị thiếp chuẩn bị nhận của thiếu chủ bổn môn. Nhưng không nghĩ tới ả yêu nữ này lòng dại độc ác, dựa vào vẻ đẹp hơn người, thi triển mỹ thuật, lại còn kết hợp cùng với một yêu nữ khác ám hại thiếu môn chủ mà đem tất cả bảo vật chân quý trên người thiếu môn chủ bỏ trốn. Sau đó mượn vật này kết thành kim đan, tam dương tổ sư cũng chỉ có mỗi thiếu chủ là truyền nhân, tất nhiên là hận ả thấu xương ba vị nếu có thể giúp đinh mỗ bắt hà thì tệ môn nhất định sẽ cảm tạ vô cùng tuyệt sẽ không làm cho mọi người thất vọng lão giả khi nhắc tới mục tiêu thì nghiến răng nghiến lợi nhưng nghĩ lại thấy cũng không nên nhắc đến chuyện này nên thoáng giới thiệu một chút đã đem đề tài chuyển hướng khô lâu cùng hắn tử hung ác liếc nhìn nhau lộ ra vẻ bình thường hàn lập sờ sờ mũi không nói gì quả nhiên là nhắc tới nguyên giao nữ nhân này nữ nhân đúng là vô cùng xinh đẹp lại có lai lịch như vậy thật đúng là ngoài dự kiến của hàn lập Hắn nghi hoặc vô cùng, không hiểu sao nữ nhân này trong thời gian ngắn lại có thể kết thành kim đan, hơn nữa sau khi tao ngộ, bộ dáng lại thần bí. Hóa ra là lấy sách của thiếu môn chủ này, rồi bị Thanh Dương môn lùng bắt. Xem ra trên người thiếu chủ của Thanh Dương môn đồ quý hiếm nhất định là không ít, lại đem tiện nghi đến cho nguyên giao. Nhưng thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm, có ra tay bảo hộ hay không? Điều này khiến cho Hàn Lập hơi chần chừ, hắn dù cùng cô ta không có chút giao tình, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là có quen biết. Đúng lúc này, khô lâu ở bên cạnh nói, một khi đã là mệnh lệnh, dù không có thủ lao ta cũng nhất định suốt toàn lực. Không biết hả ta ở nơi nào, nếu nói vậy chúng ta tập hợp ở đây thì cũng cách nơi đó không quá xa kẻ này mặc dù tướng mạo vô cùng khó coi nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Đạo hữu nói đúng, yêu nữ đang ẩn cư trong một hoang đảo tại phía bắc Hoàng Minh Đảo. Nếu không phải tình cờ một lần ra ngoài mua ít đồ, bị môn đồ của tệ phái phát hiện đuối theo đến tận ổ thì sợ rằng đến ngày hôm nay cũng hoàn toàn không có chút tin tức. Người này rào hoạt vô cùng, người lại mang theo bảo vật uy lực lớn, chính là thanh dương lôi của bổn môn. Mong rằng mọi người cẩn thận một chút lão giả nói thế đồng thời cũng hướng Hàn Lập chắp tay. Dù sao tu vi kết đan hậu kỳ của Hàn Lập cũng khiến lão giả vô cùng coi trọng. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Hàn Lập dù không chút thay đổi gật đầu nhưng lại muốn ra tay đem mấy người hắn tiêu diệt hết. Nhưng khi hắn nghe thấy Nguyên Giao đang ở vùng phụ cận thì bình tĩnh lại, thay đổi chủ ý, quyết định đợi cứu nàng xong thì sẽ tiến hành trao đổi vài thứ trọng yếu, Vị hán tử Kha Vô kia thấy mọi người đã nói chuyện xong thì cung kính hỏi một tiếng, sau đó dẫn đường hướng mọi người tiến ra ngoài động. Bên trong, một tu sĩ tóc tài bù xù đang nhìn truyền tống trận dưới chân, tâm tình vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Pháp trận này lúc hắn vừa mới bước vào, Linh Quang hoàn toàn bình thường chấp động. Nhưng khi muốn truyền tống thì Pháp trận không hiểu sao lại mất Linh. Điều này khiến cho hắn vào đầu âm thầm buồn bực. Sau khi người gác bỏ đi cấm chế, đám người hàn lập xuất hiện ở vách núi phía sau nhìn ra xa mơ hồ có thể thấy thôn chấn, mấy người trước sau bay lên trời. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của lão giả thanh dương môn, cả bọn phi độn về phía bắc. Đoạn đường vô cùng an toàn, tinh thần mọi người có chút gấp gáp. Hàn lập tu vi cao nhất cùng với bộ dạng lạnh như băng khiến cho không một ai dám lại gần nói chuyện. Kết quả là nửa ngày sau, năm người nhìn thấy một đảo nhỏ, đường kính chừng hơn 10 dặm. Chính là nơi này. Yêu nữ đang trốn ở bên trong một tòa tiểu sơn lão giả mắt lấp lé hàn quang, rừng độn quang lạnh giọng nói. Đám người hàn lập theo sau, cùng ở trên không trung nhìn về hòn đảo. Trên đảo ngoại trừ một chút cây cỏ cũng chỉ có núi đá, linh khí mỏng manh vô cùng. Đinh đạo hiếu, có phải nhầm hay không vậy? Yêu nữ là nữ tu sĩ kết đan kỳ, sao lại tìm tới một nơi như thế này tu hành sau khi nhìn một lúc, đại hán hung ác không nhịn được hỏi lại, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ. Yên tâm, chính là nơi này không sai đinh lão giả tin tưởng 10 phần trả lời. Sau đó, tay bắt pháp quyết, một bàn tay dương lên, bắn ra một đạo hoàng quang lên cao. Một lát sau, từ bên sườn núi cũng phóng lên một đạo hoàng quang như vậy. Lão giả thấy thế khuôn mặt vui vẻ, xoay mặt nhìn đám người hàn lập nói. Đi thôi, nơi đây luôn có đệ tử của bổn môn giám thị, xem ra yêu nữ kia vẫn chưa rời khỏi đảo. Nói xong lão giả cũng không động thân, một lúc sau từ trên đảo lóe lên một đạo hồng quang hướng đến nơi này bay đến. Trong nháy mắt, sau khi tới trước mặt mấy người thì hao quang thu lại, hiện ra một nam tử áo xám trên 40 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ, bên ngoài ống tay áo cũng có dấu hiệu một ngọn lửa màu xanh, nhưng so với lão giả thì nhỏ hơn nhiều. Đệ tử xin ra mắt sư bá cùng các vị tiền bối nam tử liếc mắt liền nhận ra đinh lão giả, không dám chậm trễ cấp bách tiến lên thi lễ cung kính nói: "Lão giả không thèm để ý, khoát tay, trầm giọng hỏi: yêu nữ có còn ở trên đảo không hay đã rời đi không có từ khi đệ tử theo đuôi tới đảo này yêu nữ chưa từng rời khỏi động phủ nam tử trung niên khẳng định nói tốt chuyện này ngươi làm rất tốt đợi sau khi trở về ngươi sẽ trở thành đệ tử nội môn bây giờ dẫn đường đi lão giả khen một câu sau đó nghiêm nghị nói đa tạ sư bá nâng đỡ đệ tử xin dẫn đường trung niên nghe thấy thế khuôn mặt vô cùng vui mừng liên tục nói sau đó hắn quay người dẫn tất cả hướng tới hòn đảo trong chốc mắt, tất cả đã tới trên không của đảo. Trung niên nam tử chỉ vào một tòa núi đá, sau đó cung kính nói với mọi người: "Lần trước khi yêu nữ trở về, đệ tử bởi vì tu vi quá thấp nên không dám lại gần cha xét, chỉ thấy ả đến núi này thì biến mất, có lẽ động phủ ở bên trong." Khô Lâu nghe thấy lời ấy, hai mắt chấp động, đánh giá ngọn núi vài lần rồi chậm rãi gật đầu nói: "Không sai, bên ngoài núi đá là một cấm chế khá cao minh." Nếu ta không tới gần để ý xem xét thì sẽ không thể thấy bất cứ cái gì khác thường, trách không được nữ nhân kia ở đây nhiều năm vậy mà vẫn vô sự. Chương 561, mượn cái đầu. Hừ, nữ nhân này năm đó đem điển tịch tu luyện của thiếu chủ lấy đi, có thủ đoạn này cũng không có gì ngạc nhiên. Chờ sau khi ta phá xong trận pháp này, việc còn lại làm phiền mấy vị đạo hữu lão giả trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng sau đó khôi phục như thường nói. Yên tâm, cho dù nữ nhân này có ba đầu sáu tay Lần này chắp cánh cũng khó mà bay thoát khô lâu cười hì hì nói, sắc mặt không đổi. Lão giả vừa nghe lời nói này, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, không chần chờ hai tay đột nhiên mạnh mẽ chà sát, một mũi nhọn màu vàng trói mắt từ trong tay bỗng nhiên mọc lên. Phá lão giả miệng quát khẽ, mũi nhọn màu vàng trong tay hóa thành một đạo cầu vồng, hướng mặt ngoài núi đá bay tới. Oanh đùng đùng một tiếng trầm muộn phát ra, núi đá trước mắt giống như mặt nước bị ném một đá lớn vào, nguyên vốn đang tĩnh lặng, nhất thời bạch quang nhộn nhạo cảnh sắc sau đó biến đổi bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi linh khí bức người cảnh sắc tuyệt đẹp đây là khô lâu cùng với đại hán hung ác nhìn thấy trước mắt biển đổi không khỏi miệng mở to hồi lâu trợn mắt há hốc mồm hắc hắc đây vốn là mật trận câu linh trận của bổn môn có thể đem linh khí trong thiên hạ che giấu vào trong trận pháp yêu nữ tu vi không đủ chỉ có thể che giấu bộ phận linh khí nếu là tổ sư của bổn môn tự thân bố trí trận pháp này một tia linh khí không lộ ra ngoài cũng là chuyện dễ dàng lão giả họ đinh liếc mắt một cái, có chút kiêu ngạo nói. Hàn lập thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi nghe lão giả nói rõ, trong lòng chợt động. Nếu như có thể nắm lấy phương pháp bố trí linh câu trận này vào tay, động phủ của hắn sau này có thể an toàn hơn rất nhiều. Giờ phút này, huyễn cảnh trước mắt đã biến mất, một cửa đá phóng ra lục quang xuất hiện tại khoảng rũa lưng chừng núi. Xem ra động phủ của Nguyên Giao ở tại nơi đây chúng ta cùng động thủ lão giả hung quang chợt lóe lên nói khô lâu gật gật đầu há mồm phun ra một thanh quái nhận màu đen nửa đao nửa kiếm phi thường quái dị mà đại hán hung ác quát khẽ một tiếng từ trong tay bay ra một thanh búa lớn hàn quang dày đặc khí thế như phá núi mà ra làm cho hàn lập ở bên cạnh cũng giật mình sử dụng binh khí to lớn như vậy làm pháp bảo thật đúng là cực kỳ hiếm thấy đạo hữu vì sao lão giả chính mình cũng phun ra một thanh phi kiếm màu trắng nhưng thấy hàn lập không có chút động tác nào không khỏi có chút buồn bực. Hàn Lập mỉm cười, đang muốn nói một vài lý do để tùy ý hí lộng cho việc này qua đi, bỗng nhiên cánh cửa đá tự động mở rộng, từ bên trong một đạo lục quang bay ra. Lão giả thấy thế, cũng không nói gì nữa, lập tức cùng những người khác phóng về phía đó. Lục quang sau khi xoay quanh một vòng, tại phía trước động hào quang tập trung lại, hiện ra một tuyệt sắc giai nhân mặc đồ đen, da thịt trắng như tuyết. Nữ nhân này thản thiên tươi cười, thu ba trong mắt lưu động, chỉ cười thôi mà đã phong tình vạn trùng đúng là nguyên giao trước chia tay với hàn lập tại hư thiên điện. Nữ nhân này đã nhiều năm không gặp, chẳng những dung nhan không đổi. Ngược lại càng thêm phong tình khiến người ta động lòng, chẳng qua trong lúc nữ nhân này nhìn mọi người, ánh mắt dừng ở trên người lão giả thanh dương môn, sắc mặt đại biến, trên mắt hiện lên một tầng xương lạnh, trở nên lạnh lùng hẳn lên. Mấy vị đạo hữu đến trước phủ của tiểu nữ, có việc gì muốn chỉ giáo sao? Tựa hồ biết mỹ thuật đối với các tu sĩ phía trước không có tác dụng, Nguyên giao biến sắc lạnh lùng nói, đối với lão giả lại càng không dám nhìn trực tiếp. Lão giả họ đinh thấy vậy, trong lòng thốt nhiên giận dữ, nhưng hắn cũng là người tâm cơ âm trầm, biểu hiện ra cũng không có tức giận. Ngược lại tươi tỉnh cười nói, yêu nữ, đến lúc này rồi ngươi còn ra vẻ không biết gì cũng là vô dụng. Đã ám hại thiếu chủ, lại lấy trộm bảo vật của môn phái, ngươi cho rằng hôm nay còn có thể chạy thoát sao. Nguyên giao nghe thấy lời này, cũng không có nói gì, mà đôi mắt trong sáng hơi đổi, một mực nhìn kỹ tu vị của mấy người đối phương. Kết quả làm tim nàng đập mạnh một chút, trong lòng trầm hẳn xuống. Không nói tới lão giả cùng đại hán hung ác, là tu sĩ kết đan sơ kỳ như nàng. Nhưng khô lâu cùng người mặc áo xanh tướng mạo bình thường kia thì một người là kết đan trung kỳ một người là kết đan hậu kỳ, cũng không phải là nàng có đủ khả năng ứng phó được. Nếu bốn người này cùng nhau liên thủ, nàng mặc dù có một số kiện bảo vật hộ thân có uy lực kinh người, mấy năm nay cũng tu luyện một hai loại mật thuật, nhưng vẫn là lành ít giữ nhiều. Lúc này khô lâu cùng với đại hán hung ác, hiển nhiên bị dung mạo tuyệt sắc của nguyên giao làm cho rung động một chút, nhưng sau đó liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều có chút tiếc nuối. Nếu không phải nữ tử này đắc tội với tam dương lão ma của thanh dương môn, thì tuyệt đối là đạo lữ song tu tốt nhất, thật sự có chút đáng tiếc. Nguyên giao gặp phải hiểm cảnh, ngược lại thần sắc lại chấn tĩnh. Sau khi cười lạnh một tiếng, tay chợt lật nhanh, một khối trận bàn màu trắng xuất hiện tại ngọc thủ, khẽ chạm vào bạch quang bắn ra bốn phía tầng sương mù lớn màu vàng xanh cuồn cuộn bốc lên trong một chút đã đem cả tòa núi nhỏ che lấp lão giả thấy vậy khẽ quát một tiếng phi kiếm trước thân chợt lóe hướng nguyên dao mà chém tới nhưng nguyên dao cười khẽ một tiếng không nói hai lời thân hình chợt lóe lui vào giữa tầng sương mù hừ chỉ là một cái huyễn trận mà cũng dám lấy ra hí lộng lão giả thấy vậy nhướng mày nhưng ngoài mặt cũng không có khinh thường hai tay bắt pháp quyết phi kiếm vào tới một điểm phi kiếm sau khi vang lên một tiếng tại không trung cuồng vũ, trong nháy mắt hóa thành một bánh xe ánh sáng đường kích mấy trượng, không khách khí hướng vào trong sương mù bay tới, đi qua nơi nào sương mù đều tan ra không còn gì. Trong nháy mắt, sương mù trước cửa đã được kiếm quang của lão giả khu trừ sạch sẽ, một lần lúa cánh cửa đá lại lộ ra. Đại hán hung ác thấy vậy, không hề trần chờ nữa mà một ngón tay chỉ vào pháp bảo của mình, lưới búa kia chờ to lên mấy lần, hung hăng hướng tới cửa đá mà bổ tới. Hoàng quang lục mang đan vào một chỗ, âm thanh bạo liệt không ngừng phát ra ở bên cạnh hàn lập khô lâu cũng muốn sử dụng quái nhận của chính mình đồng loạt công kích nhưng lại đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc không hay yêu nữ từ phía sau núi chạy mất mau đuổi theo nàng hắn vội vãng nói tiếp theo không chút do dự hóa thành một đạo hắc quang thẳng đến sau núi mà đi hàn lập nghe lời ấy trong mắt hiện lên một tia dị sắc nhưng thần sắc vẫn như thường đứng ở tại chỗ không nhúc nhích mà đại hán hung ác đối với lời nói của khô lâu phi thường tin tưởng vừa nghe nói thế lập tức dừng công kích đối với cửa đá lại, cũng lập tức phi độn đuổi theo. Lão giả thấy vậy, thần sắc nửa tin nửa ngờ lộ ra, trần chờ một chút mới hướng hàn lập nghi hoặc mà hỏi. Đạo hữu lời nói vừa rồi là thật hay giả, lão hủ như thế nào một điểm cũng không có nhận thấy. Trong mấy người tu vi hàn lập là cao nhất, lão giả cảm giác được hàn lập nói mới có thể tin được. Nhưng hàn lập nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt cũng không có thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên một tia dị sắc kỳ quái. Vị đạo hữu kia nói không sai, nữ nhân kia xác thực từ phía sau núi chạy mất. Bất quá, hiện tại đã bị hai vị đạo hữu ngăn cản, đang đánh nhau sống chết hàn lập hai tay chắp sau lưng, sau khi liếc mắt về phía sau núi, không chút vội vàng nói. "Tốt lắm, hai người chúng ta đi tới đó tương trợ, nhất định là bắt được yêu nữ lão giả." Vừa nghe lời này, lập tức mừng rỡ nói. "Chính xác, chúng ta đi qua đấy mà nói, bắt giữ nữ nhân kia khẳng định dễ như trở bàn tay." Bất quá trước khi đi, Hàn mỗ muốn hướng tới đạo hiếu mượn trước một món đồ vật Hàn lập quay mặt lại, dùng một loại thần sắc quỷ dị nhìn lão giả cách đó mấy trượng, ung dung nói. Mượn đồ vật, đạo hiếu muốn mượn vật gì? Lão giả họ đinh không khỏi ngẩn người, theo bản năng kỳ quái hỏi. Nhân tiện mượn cái đầu dùng một lát, Hàn lập nhen nheo mũi, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Không chờ lão giả phản ứng, miệng hé ra, một đạo lục quang trói mắt liền hiện, trong nháy mắt vây quanh đầu của lão giả một lần, cái đầu liền tự động rơi xuống. Sau đó Hàn Lập vung tay ra, một mảnh thanh quang từ tay bắn ra, đem cái đầu thu lại trên tay, một giọt máu cũng chưa kịp rơi xuống. Hắn lúc này mới hít mắt, liếc mắt nhìn cái đầu bị thanh quang bao lấy. Bởi vì ra tay quá nhanh, trên đầu vẫn tràn đầy biểu tình kinh ngạc. Chớ có trách ta, một khi đã nhìn thấy ta tại truyền tống trận, chỉ có thể tính các người vận khí không tốt mà thôi Hàn Lập khẽ thở dài, thì thầm nói. Đột nhiên hắn mãnh mẽ, mẽ nhấc tay, nhìn sang hướng phía sau núi, trên mặt lộ ra một tia dị sắc hắc hắc, không nghĩ tới tiểu nha đầu nguyên giao kia, tu vị thật đúng là tăng nhanh. Hàn lập trợt khen, sau đó cầm lấy đầu lâu, người liền hóa thành một đạo cầu vòng phi độn mà đi. Trên không trung phía sau mặt núi, khô lâu cùng với đại hán hung ác một mặt chỉ huy pháp bảo cùng một thanh quái trùy màu đỏ chiến đấu cùng một chỗ, một mặt hai tay bắt pháp quyết, các loại pháp thuật không ngừng hướng về phía đối diện ầm ầm đánh qua. Mà nguyên giao giờ phút này toàn thân được mây đen bao phủ, từ trong đoa bay ra cả trăm đạo lục sắc ma hỏa, cùng với hai người đối diện pháp thuật không ngừng oanh kích. Chỉ có điều nữ nhân này một mặt chiến đấu, một mặt không ngừng lui về phía sau, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Nhưng hai người khô lâu tựa hồ kinh nghiệm tranh đấu phi thường phong phú, vận dụng công kích, trung quy khiến cho nguyên giao không có cách nào có thể bứt ra rời đi dù chỉ là một chút. Lúc này ba người chứng kiến hàn lập độn quang phi độn mà đến, đại hán hung ác cùng khô lâu trong lòng mừng rỡ. Chờ hàn lập hào quang tụ lại, tại phủ cận hiện ra thân hình, Đại Hán Hung Ác vội vàng lên tiếng, cũng có chút bất mãn nói: "Đạo hữu nhanh chóng ra tay đi, ba người chúng ta đồng loạt công kích mà nói, nhất định có thể bắt giữ nữ nhân này. Bất quá Đạo hữu Thanh Dương Môn đi đâu rồi? Đây là chuyện trong môn phái của hắn, sao lại còn lề mề kéo dài?" Hai vị không cần đợi, "Đinh Đạo hữu, hắn ở đây." Nghe lời này, Hàn Lập mặt không chút thay đổi giơ tay lên, đem đầu lâu giấu ở sau người ra, hướng về phía Đại Hán Hung Ác mà vứt tới. Chương 562: Tặng vật Nghe khẩu khí Hàn Lập Cường ngạnh như thế, hắn tử xấu xí cảm giác rằng không nên đối đầu, quay đầu định đi nhưng bỗng nhiên thấy có một cái thủ cấp bay tới khiến hắn càng kinh sợ. Hắn không dám trần trừ thêm, thân hình chợt lóe lên, đem ngay vật này ném đi. Bất quá trong khoảng khắc sượt qua hắn cũng thấy rõ khuôn mặt thủ cấp đã sám trắng lại kia, thật sự đúng là đinh lão giả, khiến cho hắn không khỏi trong lòng đại chấn. Khô lâu ở một bên cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng cực kỳ hoảng sợ nhưng hai người này tựa hồ thường xuyên phối hợp với nhau nên nhanh chóng phát hiện tình hình có vẻ không đúng lập nhong chóng hợp lại sau đó hướng tới pháp bảo đang đánh nhau trên không trung điểm một chỉ đưa khai sơn việt cùng quái nhận gọi trở về tiếp theo vẻ mặt cảnh giác bốn mắt lạnh lùng nhìn hàn lập chằm chằm mặc dù hàn lập là tu sĩ kết đan hậu kỳ nhưng hai người tự nhủ cùng liên thủ đối phó cũng chưa chắc không địch lại bởi vậy cũng không có tỏ vẻ sợ hãi nguyên dao trong đám hắc vụ phía xa cũng bị một màn trước mắt làm cho hết sức nghi hoặc nhưng nữ tử này cẩn thận dị thường, cũng không có nhân cơ hội này phi độn đào tẩu và cũng chưa đem ma công bao quanh thân tán đi. Chỉ là đem hồng sắc quái trùy xoay quanh trước người, im lặng nhìn chăm chú cử động quái dị của ba người Hàn Lập. Hàn Lập thâm trầm liếc mắt hướng Nguyên Giao nhìn một cái, rồi nhân tiện quay đầu về hai người khô lâu mỉm cười. Hắn cũng không giải thích gì, hai tay vung lên, hơn 20 thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo như đàn cá mà lướt ra, tụ lại trên không trung, Tiếp theo hào quang đại thịnh tất cả phi kiếm đều hướng về phía đối diện bắn nhanh tới. Khô Lâu cùng Đại Hán Hung Ác ở phía đối diện vừa thấy tình hình này, cơ hồ không tin vào mắt mình, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Kết đan tu sĩ bình thường, trên cơ bản phải dùng hết quá nửa tinh lực bản thân mới có thể luyện chế được một kiện bổn mạng pháp bảo. Nhưng đối thủ trước mắt đột nhiên dễ dàng phóng ra hơn 20 thanh phi kiếm. Hai người không cần suy nghĩ cũng biết, đối phương tuyệt đối không phải là tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Khô lâu sắc mặt đột biến, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Chạy, tự bảo mệnh, vừa dứt lời, hắn hóa thành một đạo hắc quang, xoay người bỏ chạy. Đại hán hung ác nghe vậy, không nói một câu đem cử Việt thu lại, biến thành độn quang theo hướng ngược lại chạy trốn, tốc độ không hề chậm hơn so với đồng bạn bao nhiêu, bộ dáng chạy trốn thoạt nhìn cực kỳ thuần thục. Hàn lập trông thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, hai tay như múa bắt pháp quyết, hướng về phía quần kiếm nhẹ nhàng điểm tới nhất thời như có luồng sóng xanh hiện lên, mỗi đạo phi kiếm huyên hóa ra ba đạo kiếm quang giống nhau như đúc phá không mà đi, nguyên bổn 24 đạo thanh mang, một chút đã biến thành 96 đạo kiếm quang đi ra, quần kiếm thanh thế một chốc tăng gấp bội. Tiếp theo Hàn Lập vung tay lên, lạnh lùng quát phân. Tiếng quát vừa dứt, chúng kiếm quang cực kỳ nghe lời chia ra thành hai đạo. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt kết thành hai mảng, thanh quang lấp lóe, chúng kiếm như thanh phong, chia nhau phá không mà đi. Chiêu thức kiếm quang phân ảnh thuật làm cho khô lâu cùng đại hán hung ác đang đào tẩu sắc mặt lại càng trắng bệch, lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực toàn thân, liều mạng mà đào tẩu. Hàn lập vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc. Hàm chục đạo kiếm quang liên kết phá không bay đi, tốc độ nhanh như thế thường nhân mấy ai có thể chạy thoát được. Trừ phi trên người có huyết sắc phi phong hoặc là bảo vật nghịch thiên như phong lôi xí, nếu không hai người một chút cơ hội cũng không có. Quả nhiên chỉ sau một lát đàn kiếm quang đuổi theo ra hơn ngàn trượng đã bắt kịp hai người. Khô lâu cùng đại hán hung ác bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xoay người lại tế ra pháp bảo ngăn cản. Nhưng kiếm quang đầy trời điên cuồng đâm xuống, hai người chỉ kịp cất tiếng kêu thảm thiết rồi lập tức bị loạn kiếm phân thây. Hàn lập lúc này mới không chút vội vã, tâm niệm vừa động triệt tiêu kiếm quang phân ảnh thuật, sai khiển phi kiếm đem chiến lợi phẩm túi chữ vật bay trở về. Phi kiếm như chim về tổ bay rào rào vào trong tay áo hàn lập, hắn sau đó với vẻ như cười như không xoay mặt hướng về hắc vụ cách đó không xa. Làm cho hắn ngoài ý muốn là chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, từ trong hắc vụ lại truyền ra tiếng cười khẽ của Nguyên Giao. Là hàn đạo hiếu, không nghĩ tới mới có hơn 10 năm không gặp, hàn huynh thần thông lại tiến bộ đến mức này. Tiểu nữ tử thật sự là hâm mộ, theo lời nói, hắc vụ dần dần tán đi, lộ ra tuyệt sắc giai nhân như hoa như ngọc. Nữ tử này khẽ mỉm cười, khuôn mặt như nghi hoặc như vui mừng, dáng vẻ hết sức kiều mị động lòng người, hai mắt lưu chuyển nhìn Hàn Lập cười mà không nói. Không nghĩ tới cô nương sớm đã nhận ra tại hạ, Hàn Mỗ còn vốn định làm cho cô phải kinh ngạc đấy. Hàn Lập cười hắc hắc, cũng không giấu giếm nữa đem hoán hình quyết tán đi, sau khi bạch quang lóe lên, thân hình tướng mạo lại khôi phục nguyên trạng. Hàn Huynh có nhiều phi kiếm như thế làm cho nguyên giao rất khó tin tưởng rằng loạn tinh hải còn có người thứ hai có được pháp bảo như vậy nữ tử này vừa mặc dù vừa cười nhẹ vừa nói, nhưng thực sự sau khi thấy hàn lập hiển lộ hình dáng thực sự thì mới thở phào một hơi tâm lý mới được thả lỏng một chút lần này nhờ có huynh đài ra tay cứu giúp nếu không tiểu nữ khó thoát khỏi tai kiếp nguyên giao trần chờ một chút sau đó cũng không hỏi hàn lập vì sao lại có mặt ở đây mà bay đến ra dáng vẻ yểu điệu thất tha liên tục thi lễ tạ ơn nữ tử này tâm lý rất rõ ràng với tu vi của hàn lập bây giờ nếu với nàng có ý bất lợi nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu bởi vậy chi bằng thoải mái mà lại cùng đối phương trao đổi kết giao một phen. Hàn lập thấy nguyên giao cười khanh khách với bộ dáng khách khí như thế tự nhiên cũng rõ ràng vì sao? Vì vậy sau khi khẽ cười một chút hắn khoát tay chặn lại nói, lần này tại hạ cũng chỉ là đúng dịp gặp gỡ tiện tay trợ giúp mà thôi. Nhưng mấy năm không gặp, công pháp của cô nương tựa hồ tinh tiến không ít. Chẳng lẽ Hàn huynh diếu cờ tiểu nữ sao? Hàn huynh đã là kết đàn hậu kỳ còn nguyên giao ta vẫn đang dẫm chân tại kết đan sơ kỳ, dám nói gì đến công pháp tinh tiến nguyên giao nghe nói vậy nhưng đầu liếc mắt nhìn Hàn Lập hờn dỗi nói. Hắc hắc, nguyên đạo hữu rất khiêm nhường, Hàn mỗ mặc dù nhờ cơ duyên xảo hợp mới được gặp lại đạo Hiếu, nhưng thật đúng là có vài chuyện muốn cùng nguyên cô nương thương lượng một chút Hàn Lập không muốn bàn nhiều đến tu vi của mình nên thuận miệng nói một câu để chuyển đề tài, nghiêm sắc mặt nói. Hi hi, đương nhiên có thể, nếu Hàn Huynh không chê động phủ của thiếp thân đơn sơ giản lộng, thì mời huynh đến thăm một lần nguyên giao đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lấy tay che miệng anh đào cười nói. Tựa hồ bởi vì ơn cứu mệnh nên nữ tử này đối với Hàn Lập có thái độ rõ ràng là nhiệt tình thân mật hơn rất nhiều. Như vậy Hàn Mỗ cũng nhân tiện xin quấy giày, Hàn Lập cũng không có khách khí chắp tay đáp ứng. Nguyên giao thấy vậy, mặt mày như nở hoa, mang sắc mặt vui mừng cùng Hàn Lập hai người bay xuống núi. Hàn Lập đi theo nữ tử này tiến vào trong động phủ. Động phủ của Nguyên Giao không quá lớn, nhưng bố trí phi thường yêu nhã, hơn nữa bên trong thông đạo hai sườn động, rất nhiều kỳ hoa dị thảo, làm cho một thạch động nguyên bản âm hàn buồn tẻ trở nên sáng lạn thơm lừng. Hàn Lập đứng nhìn vào trong trên mặt không khỏi có nụ cười. Nguyên giao đưa Hàn Lập tiến vào một gian thạch thất cao đến 10 trượng, chờ hắn ngồi xuống rồi đem một hồ hoa trà, sau đó nở nụ cười tiến đến ngồi đối diện với Hàn Lập. Hàn huynh danh tiếng bây giờ tại loạn tinh hải cũng không nhỏ. Người nào cũng biết đệ nhất bí bảo hư thiên đỉnh rơi vào tay một vị kết đan tu sĩ họ Hàn, mà đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến vào kết đan hậu kỳ chẳng lẽ đúng như nghe đồn bởi vì dùng bổ thiên đan nếu vậy thì đan dược này thật thần kỳ vậy sao nguyên giao vừa mới ngồi xuống đã đề cập luôn đến chuyện hư thiên đỉnh cũng không chút che giấu vẻ ham muốn bổ thiên đan hàn lập sau khi ngẩn người một lúc thì cũng chỉ cười cười nữ nhân này cũng nhu thuận dị thường thẳng thắn đề cập đến chuyện hư thiên đỉnh cùng bổ thiên đan để biểu thị cho hàn lập thấy cô ta không có dã tâm Điều này làm cho Hàn Lập đối với gia nhân này không khỏi có chút hào cảm. Nếu Nguyên cô nương muốn hỏi rõ việc này, tại hạ cũng không muốn lừa gạt, hư thiên đỉnh xác thực trong tay Hàn Mỗ. Nhưng là từ khi có đỉnh này tới nay, do tu vi, kiến thức tại hạ còn nông cạn nên vẫn không có cách nào mở ra. Bảo khố này đối với tại hạ đúng là kê lạc, còn chuyện tu vi tại hạ tinh tiến thì do gặp một phen cơ duyên mà thôi, không liên quan gì đến bổ thiên đan cả Hàn Lập thở nhẹ một hơi, lắc đầu nói hắn tự tin tu vi công pháp hơn xa nữ nhân này, mình cũng không nhất định phải một mực phủ nhận nên thản nhiên thừa nhận việc này. Hư thiên đỉnh còn chưa mở ra, nguyên giao nghe hàn lập lời ấy, đầu tiên là sửng sốt nhưng tiếp theo là hé miệng cười rộ lên, mặc dù không nói gì nhưng trên mặt lộ ra vẻ không quá tin tưởng. Hàn lập nhân mặt cau mày, cũng chẳng muốn giải thích gì. Sau khi ho nhẹ vài cái thì nói thẳng mục đích của hắn. Không biết nguyên cô nương trong tay còn có vạn niên linh dịch hay không? Đạo hữu cũng biết, tại hạ trong người mang hư thiên đỉnh, lúc nào cũng trong tình trạng chiến đấu căng thẳng nên các loại linh dịch khác đã tiêu hao không còn. Nếu đạo hữu còn có thì tại hạ nguyện ý mua lại với giá cao, tuyệt không sẽ làm nguyên cô nương chịu thiệt hàn lập nhìn nguyên giao chầm chầm, chậm rãi nói. Lúc ở ngoại tinh hải, nếu không phải hắn có vạn niên linh dịch trong tay thì tánh mạng đã sớm khó giữ được. Cảm nhận được tầm quan trọng của vật ấy, hàn lập tự nhiên sẽ không chịu dễ dàng buông tha, nhân tiện mượn cơ hội này thu thập nốt số linh dịch còn lại sau này nếu có gặp nguy hiểm, hắn cũng có thêm một kiện đồ vật cứu mạng. Nguyên giao nghe Hàn Lập nói thế, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau lông mày rủ xuống khẽ nhíu, trầm mặc không nói. Một lát sau, nàng vươn ngọc thủ lấy từ bên hông ra một cái bình nhỏ màu xanh đặt lên thạch bàn, rồi cũng không chút do so dự đẩy tới bên Hàn Lập. Trong bình này có một giọt vạn niên linh dịch chưa dùng tới, cũng không cần dùng đồ vật hoặc linh thạch trao đổi, nguyên giao nhân tiện xin tặng cho Hàn huynh nữ nhân này nhìn Hàn Lập, thần sắc bình tĩnh nói đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên trong suốt dị thường. chương 563, Bí Tân, tặng cho Hàn mỗ, Hàn lập lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, vạn niên linh dịch mặc dù chân quý dị thường, nhưng so ra vẫn kém đại ân cứu mạng của Hàn Huynh. Đạo hữu chẳng lẽ nghĩ Nguyên Giao là hạng người có ơn mà không báo sao? Nguyên Giao đưa tay dễ nhẹ mái tóc, khẽ cắn môi nói. Cái này cũng không phải, chỉ là đạo Hiếu, Hàn lập lộ vẻ do dự, Nguyên Giao thấy vậy, đôi mắt sáng lưu chuyển, khẽ cười rộ lên hai người chúng ta cũng đã trải qua hoạn nạn khó khăn tại hư thiên điện hiện tại lại có ơn cứu mạng hàn huynh sau này cứ gọi tên nguyên giao trực tiếp không cần khách khí xương hô cái gì đạo hữu làm gì nguyên giao cười dài nói sau đó liền nhớ tới cái gì trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng vẻ đẹp càng thêm bức người hàn lập thấy ánh mắt mê người của nữ nhân này sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ hai mắt dừng lại trên mặt đối phương một lát bị hàn lập nhìn chăm chú như thế hai má nguyên giao càng thêm đỏ ửng khẽ nghiêng một chút né tránh một khi nguyên giao cô nương đã nói như thế, hàn mỗ cũng không khách sáo nữa. Sau này sẽ trực tiếp gọi tục danh của cô nương sau hồi lâu, hàn lập hít sâu một hơi nói. Sau đó, hắn đưa tay cầm lấy bình nhỏ trên bàn, mở ra liếc mắt một cái. Bên trong thật sự đúng là vạn niên linh dịch, sắc mặt hàn lập lộ vẻ vui mừng, đem cái chai bỏ vào trong túi chữ vật, rồi trần chờ một chút, sau đó lấy ra hai cái bình bạch ngọc nhỏ, rồi giao cho nguyên giao. Đây là, nguyên giao chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút khó hiểu. Đây là hai bình giúp đan dược gia tăng pháp lực, đối với việc tu hành của Nguyên cô nương sau này sẽ có trợ giúp. Hàn mỗ xin tặng lại Hàn Lập bình tĩnh nói. Nguyên Giao đã nói qua, linh dịch là vật tặng, Hàn Huynh lại xuất ra hai bình đan dược, chẳng phải là làm cho tiểu nữ khó xử Nguyên Giao nghe Hàn Lập nói liền ngẩn ra, nhìn vào bình bạch ngọc nhỏ, lại hé miệng cười rộ lên. Nguyên cô nương cũng không cần lo lắng, hai bình đan dược này chỉ dùng yêu đan cấp 6 làm nguyên liệu chủ yếu luyện chế ra. Lấy tu vi kết đan sơ kỳ của nguyên giao cô nương bây giờ, dùng chúng sẽ có thể thuận lợi tiến vào kết đan trung kỳ Hàn Lập Liếc mắt nhìn nữ tử, mỉm cười nói: "Dùng yêu đan cấp 6 để luyện chế đan dược." Vốn vẻ mặt nguyên giao đang cười, bỗng nhiên biến thành kinh ngạc. Nàng lập tức cầm lấy một bình bạch ngọc, nhanh chóng mở ra. Mỗ cổ linh khí tinh thuần tràn ngập từ trong bình tản ra. Nguyên giao lộ ra ánh mắt vui mừng lẫn sợ hãi, nếu là thứ khác không nói, nhưng bình đan dược này, nguyên giao xác thực phi thường muốn. Tiểu nữ tử xin lấy vậy nữ tử này hai tay nắm chặt cái bình nhỏ, có chút ngượng ngùng nói. Hai bình đan dược này, đủ để cho nguyên giao tiến kiệm công sức tu luyện hơn 10 lần. Cho dù mặt có chút xấu hổ, cũng không che được nét vui mừng của nàng. Nguyên cô nương cứ việc nhận lấy. Thực ra hàn mỗ còn có chuyện khác muốn nhờ hàn lập thấy nữ nhân này nhận đan dược, trong lòng cũng thoáng buông lỏng, nếu không chuyện này thật khó mở miệng. Lấy thần thông của Hàn Huynh bây giờ, còn có chuyện gì mà phải nhờ tới tiểu nữ tử? Xin cứ nói, nếu làm được nữ tử nhất định sẽ giúp sau khi đem hai bình đan dược thu lại, nguyên giao đối với Hàn Lập càng thêm cởi mở, nét mặt yêu kiều nói. Mới vừa rồi, ở bên ngoài, tại hạ nhìn thấy bí thuật câu linh trận của Thanh Dương Môn, có thể ẩn nạc linh khí trong động phủ, phi thường thần diệu. Không biết nguyên giao cô nương có thể đem phương pháp bố trí trận pháp cấp cho Hàn Mỗ, tại hạ thật sự cảm kích Hàn Lập chậm rãi nói. Câu linh trận, không thành vấn đề, đây chỉ là việc nhỏ có lẽ bởi vì đang muốn đáp báo lại Hàn Lập, Nguyên Giao cơ hồ không do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Nam từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản màu đen, đưa cho Hàn Lập. Ngọc giản này chứa trận pháp điển tịch của Thanh Dương Môn, bên trong ngoài câu linh trận, còn có vài loại trận pháp uy lực không nhỏ, nhân tiện đưa hết cho Hàn Huynh Nguyên Giao Thiên Kiều bá mị thản nhiên cười nói. Hàn Lập thầm mừng rỡ, nhanh chóng cảm ơn, sau đó tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức dò xét một chút. Quả nhiên bên trong đều là những trận pháp chưa bao giờ nghe qua, câu linh trận cũng ở trong đó. Sau khi xem một lát, Hàn Lập hài lòng đem thần thức từ trong ngọc giản thu lại. Đang muốn nói cái gì đó với nữ tử này, nhưng lại phát hiện vẻ mặt trần trừ của Nguyên Giao, muốn nói lại thôi, phảng phất muốn nói gì nhưng bộ dáng lại không quyết được. Sao vậy, Nguyên cô nương còn có chuyện gì? Hàn Lập trong mắt mặt hiện lên một tia nghi sắc, có chút hồ nghi hỏi. Hàn Huynh nếu biết chuyện của Thanh Dương Môn, Đại Khái cũng biết chút chuyện Nguyên Giao đã từng trải qua nữ tử này do dự một lát, khuôn mặt nõn nà chợt lóe, rốt cục bình tĩnh trở lại hỏi nét mặt Hàn Lập hiện lên một tia khác thường, tuy không biết đối phương vì sao nhắc tới chuyện này, nhưng thần sắc vẫn như thường gật đầu. Không sai, khi lẫn vào trong mấy người kia, tại hạ từng nghe người của Thanh Dương Môn nói về chuyện này. Họ nói cô nương thiếu chút nữa trở thành thị thiếp của thiếu chủ Thanh Dương Môn, sau lại ám hại vị thiếu chủ này, lấy bảo khố rồi chạy đi. Cũng không biết thật hay giả Hàn Lập trầm giọng nói. Vừa nghe Hàn Lập nói như thế, trên gương mặt tuyệt đẹp của Nguyên Giao lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ, người này nói cũng không sai ta thiếu chút nữa trở thành thiếp của tên tặc tử đó hơn nữa khi đáp ứng trong lòng cũng nghĩ đến sẽ có thanh dương môn làm chỗ dựa ta nghĩ như vậy hàn huynh có thể cũng cảm thấy ta rất không biết tự ái cùng liêm sỉ giọng nói như tử có pha chút tự diễu nói không có gì tu tiên giới nguyên vốn là vậy không phải xuất thân đại môn đại phái cũng chưa từng có tư chất linh căn tu sĩ bình thường muốn tại con đường tu tiên tiến thêm một bậc thật là muôn vàn khó khăn Cách làm của nguyên cô nương lúc trước ta không hề có ý xem thường. Nữ tu có chút tư sắc, đa số là cam tâm tình nguyện làm tỳ thiếp của các tu sĩ cấp cao, hy vọng họ có thể chiếu cố cho các nàng một phần. Mà đối với một ít người hoàn toàn hết hy vọng tu luyện, thậm chí nguyện làm lô đỉnh luyện công cho người khác, chỉ cầu phú quý, vô lo nhất thời Hàn Lập lắc đầu, thần sắc bình thản nói. Lời nói của Hàn Lập tựa hồ làm cho trong lòng nguyên giao dễ chịu một ít. Nàng hướng Hàn Lập miễn cưỡng cười, lại nói: năm đó ta cùng nghiên lệ sư tỷ xuất thân cùng một tiểu phái tu tiên. Chẳng những tư chất không có gì đặc biệt, tu luyện công pháp lại cực kỳ bình thường. Hai người chúng ta tự biết nếu cứ như vậy, đừng nói là kết đan, chính là trúc cơ kỳ cũng vô vọng tiến vào. Cho nên ước hẹn rời khỏi môn phái, đi xung quanh tìm một nam tu sĩ cao thâm chưa lập gia đình, xem thử có thể trở thành bạn lữ song tu hay không. Đáng tiếc, đừng nói là tu sĩ kết đan kỳ, chính là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, hai người chúng ta cũng chưa từng gặp qua ngược lại đưa tới nhiều người nhắm vào tư sắc chúng ta muốn nhận làm đồ đệ những tu sĩ này tu vi so với tỷ muội chúng ta không cao hơn bao nhiêu ta cùng sư tỷ hiển nhiên không chịu nguyện ý lấy thân báo đáp sau đó phát sinh một ít biến cố nhỏ ta cùng nghiên lệ sư tỷ chia ra ta một mình xông sáo một đoạn thời gian mấy năm sau lúc ta gặp lại sư tỷ nhưng lại phát hiện nàng lại trở thành lô đỉnh của thiếu chủ thanh dương môn ta lúc ấy tự nhiên vừa sợ vừa giận nghĩ muốn hỏi đến tột cùng là vì lý do gì nhưng lúc này thiếu chủ thanh dương môn kia đột nhiên xuất hiện tiếp theo luôn miệng nói là coi trọng ta muốn nạp ta làm thiếp mà ta chỉ cần đáp ứng yêu cầu của hắn hắn liền buông tha nghiên lệ sư tỷ đồng thời cũng sẽ nạp làm thiếp cũng là tiểu nữ tử năm đó kiến thức nông cạn thấy tặc tử này thân phận hiển hách tu vi cao thâm hơn nữa bình sinh lại có bộ dáng anh tuấn mặc dù nghiên lệ sư tỷ cực lực phản đối nhưng ta cơ hồ cũng không lo lắng liền đáp ứng hắn theo về thanh dương môn khi nói tới đây Nguyên Giao lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, tựa hồ đang nghĩ tới sự tình năm đó. Hàn Lập nhẹ nhàng nhíu mày, biết chuyện phía sau mới là nội dung chính, phía trước bất quá chỉ là lời dẫn mà thôi. Quả nhiên sau khi Nguyên Giao đem suy nghĩ thu lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên băng hàn nói tiếp. Kết quả trên đường quay lại thanh dương môn, nghiên lệ sư tỷ đột nhiên tìm một cơ hội, len lén nói cho ta biết. Nói là nàng lúc đầu cũng là bị thanh dương môn thiếu chủ kia lừa gạt, nói là muốn thu làm thị thiếp, ai ngờ bị tặc tử kia mang về không tới mấy tháng, đột nhiên đem nàng biến thành lô đỉnh, tùy ý không quan tâm đến nữa. Mà tình cảnh những người khác cùng nàng cũng không sai biệt lắm, cơ hồ là đều dùng thủ đoạn tương tự lừa gạt đem về. Vừa vào thanh dương môn, các nữ tu, hoặc làm thị thiếp hoặc làm lô đỉnh, căn bản thân bất do so kỳ. Lúc ấy ta nghe nói thế, tâm lý tự nhiên kinh hãi, cùng nhiên lệ sư tỷ thương lượng một chút, định thừa dịp tạt tử nọ chưa chuẩn bị, liền lén trốn đi. Ai ngờ tên thiếu chủ kia, đúng là một tên quỷ đói hám sắc tại giữa đường liền bức ta cùng ở chung bất đắc dĩ ta cùng sư tỷ không thể làm gì khác hơn là liều chết hạ bẫy thừa dịp những kẻ dưới tay không có ở đây ám toán tạc tử này kết quả mặc dù kế hoạch thành công nhưng nhiên lệ sư tỷ cũng bị hắn khi sắp chết đánh trả thân thể thương tổn bất đắc dĩ nguyên thần sư tỷ phải xuất khiếu tạm thời trú trong một kiện pháp khí bất quá âm hồn pháp khí hồn phách bên trong ngày càng suy yếu sao ta lại dùng hết các loại phương pháp cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình này mà thôi Nguyên thần của nguyên lệ sư tỷ không lâu sau linh tính liền biến mất phần lớn, dù cho có thân thể thích hợp cũng không có cách nào đoạt xá nói tới đây, nữ tử này bỗng nhiên nghẹn lại, trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ thương cảm. Chẳng lẽ nguyên giao cô nương lấy dưỡng hồn mộc nọ, chính là để an trí hồn phách của nghiên lệ đạo hữu hàn lập nhớ tới chuyện của dưỡng hồn mộc, thần sắc vừa động chợt hỏi. chương 564, Hoàn hồn thuật, không sai, ta từ chỗ thiếu chủ thanh dương môn tìm được một khối ngọc giản, ghi lại chuyện hư thiên điện có dưỡng hồn mộc, cho nên ta chuẩn bị một phen, sau đó đặc ý đi hư thiên điện lấy thần mộc này. Nhưng không nghĩ tới điện này so với lời đồn còn nguy hiểm hơn nhiều, nếu không có hàn đạo hữu mấy lần cứu giúp, với tu vi vừa kết đan không lâu của nguyên giao, sợ rằng đã táng thân trong điện. Hiện tại nguyên thần nghiên lệ sư tỷ trải qua mấy năm bồi dưỡng, cuối cùng đã hồi phục hơn phân nửa hồn lực. Mặc dù hoàn toàn không cách nào chủ động đoạt xá, nhưng cũng có thể sử dụng hoàn hồn thuật làm cho sư tỷ một lần nữa có được thân thể nói tới đây, trên mặt nguyên giao lại lộ ra niềm hy vọng. Hoàn hồn thuật, chính là loại bí thuật làm cho hồn phách tiến vào một thân thể vừa chết, một lần nữa hoàn dương thần sắc hàn lập khẽ biến. Không sai, chính là pháp thuật này, nguyên cô nương, cô có biết cô đang làm gì không? Không nói đến sự nguy hiểm của thuật này, chính là thi triển đại bí thuật này, không phải là tu sĩ bình thường có thể thừa nhận. Chẳng nhưng tu vi phải ngoài kết đan mới có thể thi triển, hơn nữa bởi vì bí thuật này quá mức nghịch thiên, sau khi thi triển, tu vi người thi thuật sẽ tổn hại đến mức khó có thể thừa nhận, căn bản là tu sĩ kết đan kỳ cảnh giới sẽ hạ xuống rất nhiều. Lấy tu vi nguyên cô nương hiện tại, một khi thi triển thuật này, tám chín phần là lập tức toái đan, quay về tu vi chúc cơ kỳ hàn lập nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói. Điểm này, nguyên giao đương nhiên biết, thuật này cùng đoạt xá không giống nhau, đoạt xá khi cướp lấy cũng là thân thể người sống, nếu không vi phạm tam đại thiết tắc, trên cơ bản còn có thể bình yên vô sự, nhưng hoàn hồn thuật là pháp thuật làm cho thân thể vừa mới chết sống lại, đương nhiên phải trả một cái giá lớn nghe Hàn Lập nói chuyện này, Nguyên Giao im lặng chốc lát, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói. Xem ra đối với kết quả bị toái đan, nữ tử này cơ hồ sớm đã có giác ngộ. Sư tỷ cô có dưỡng hồn mục tương trợ, chẳng lẽ cũng không có cách chủ động đoạt xá. Hoặc là Nguyên cô nương có thể đợi đến sau khi đạt kết đan trung kỳ, lại mới bắt đầu thi triển hoàn hồn thuật. Như vậy cũng không lo về kết cục bị toái đan. Phải biết rằng, nếu bị toái đan, sau này tái kết đan sẽ khó khăn vô cùng. Thậm chí so với lần đầu kết đan, còn khó hơn gấp mấy lần. Căn bản có thể nói là vô vọng trong mắt Hàn Lập bắn ra một tia tinh quang, trịnh trọng cảnh báo nói. Sư tỷ lúc trước đã chịu tổn hại quá lớn, hơn nữa nguyên thần lấy hình thái hồn phách tồn tại thời gian quá dài, thần chí đã bắt đầu bị lạc. Việc này dưỡng hồn mộc không thể ngăn cản, nhiều lắm qua một hai năm thời gian, sẽ hoàn toàn bị mất bản tính. Đến lúc đó, dù cho có thi triển hoàn hồn thuật, sư tỷ cũng sẽ trở nên si ngốc. Hơn nữa gần đây ta mới tìm được một thi thể phi thường thích hợp, cũng tốn hao nhiều tâm huyết bố trí hết hoàn hồn thuật pháp trận. Nếu không ai quấy dày, ta vốn định qua một hai tháng nữa, sẽ bắt đầu thi triển thuật này nguyên giao bình tĩnh nói, trên trán mặc dù có nét sầu bi, nhưng bộ dáng đã hạ quyết tâm. Nghe vậy, trên mặt hàn lập hiện lên một tia dị sắc. Nguyên cô nương đột nhiên nói chuyện này, là muốn hàn mỗ ra tay tương trợ. Sau một lúc, hắn thở nhẹ một hơi nói. Hàn huynh đối với nguyên giao vừa mới có ơn cứu trợ, ta vốn không nên lại nhờ giúp đỡ. Nhưng thi triển hoàn hồn thuật cần phải ở chỗ huyền âm mới có thể tiến hành, hơn nữa phi thường kiên kỵ có người quấy giày, Mà thuật làm phép này động tính khá lớn, cho dù có pháp trận che giấu, cũng sẽ dễ dàng đưa tới tu sĩ khác rình coi. Nguyên giao bởi vì nguyên nhân bị thanh dương môn truy nã, trừ hàn huynh ra căn bản không biết tu sĩ cao cấp nào khác. Cho nên việc quan trọng này, nguyên giao không dám hy vọng xa vời hàn huynh ra tay, chỉ hy vọng xin hàn huynh trì hoãn mấy ngày lúc tiểu nữ tử làm phép có thể hộ pháp một chút việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của nghiên lệ sư tỷ nếu có thể đáp ứng việc này hàn huynh có điều kiện gì xin cứ nói nếu nguyên giao có thể làm được nhất định sẽ nghe theo chân mày nữ tử nhíu lại mặt ngọc tràn đầy vẻ dứt khoát hàn lập im lặng không nói bộ dáng trầm ngâm dựa theo suy nghĩ trước kia của hắn tự nhiên không muốn ở đây trì hoãn chút nào dù sao bản thân hắn cũng có một đống phiền toái nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Nhưng nữ tử nguyên giao này không tiếc bản thân mình bị toái đan, cũng muốn cứu sống bạn tốt, làm cho đáy lòng hắn xuất hiện một loại xúc động khó hiểu. Sau khi suy nghĩ quan hệ lợi hại một chút, hắn cảm giác thấy với tu vị hiện tại của mình, chỉ cần không phải đụng với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tu sĩ bình thường mà đến đây, hắn tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt. Giúp nữ tử này hộ pháp mấy ngày mà nói, tựa hồ cũng không có gì bất tiện. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập đã có chủ ý, vuốt vuốt mũi cười khổ nói. Xem ra Hàn Mỗ cũng không phải tâm địa sắt đá, thật sự không thể cự tuyệt. Nếu nguyên cô nương không tiếc toái đan cũng phải trợ giúp nghiên lệ cô nương hoàn hồn, vậy tại hạ đành giúp cô hộ pháp một lần vậy. Hàn mỗ cũng không yêu cầu điều kiện gì khác, đạo hữu cứ đem chỗ khó hiểu của minh hồn châu mà nói cho tại hạ. Hàn mỗ lòng có băn khoăn, đến nay còn chưa luyện hóa bảo vật này. Hơn nữa cô nói chỗ âm huyền, sẽ không phải ở đảo này chứ hay là tìm chỗ khác tốt hơn để làm phép. Nguyên Giao nghe Hàn Lập nói, mặt giãn ra, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Hàn Huynh ra tay tương trợ, Nguyên Giao thật sự cảm kích. Bất quá xin cứ yên tâm, chỗ huyền âm nọ không phải nơi này, mà ở trên một hòn đảo khác. Mặc dù chỉ cách có một ngày đường, nhưng nhất thời cũng đủ để tránh thanh dương môn có thể truy ra, giúp ta có thể thư thả làm phép. Về chuyện Minh Hồn Châu, càng lại đơn giản, đế hồn thú kia cũng là vật của thiếu chủ thanh dương. Kỳ thuật còn chưa tế luyện hoàn toàn, chỉ mới hoàn thành được một nửa, cho nên mang minh hồn châu khống chế nó cũng có một chút khó khăn. Làm cho người luyện hóa hạt châu này khi nhập định thì đau đầu khó chịu. Hơn nữa, theo tế luyện xâm nhập, loại đau đầu này phát ra càng khó có thể áp chế. Ta lúc đầu vì ứng phó cửa quỷ vụ của hư thiên điện, đã luyện hóa hạt châu này gần một nửa. Nhưng như vậy, cũng làm cho tiểu nữ tử ăn ngủ khó khăn, cả ngày khó yên. Tế luyện thuật của đề hồn thú, ta nơi này cũng có. Mặc dù cảm thấy chỉ bằng vào một người Hàn huynh khả năng hoàn thành không lớn nhưng còn hơn là nhiều người nguyên giao lấy ra một khối ngọc giản màu xanh biếc đưa cho hàn lập giải thích trong lòng hàn lập có chút hiểu ra trách không được con thú này có thể phệ hồn thôn quỷ nhưng uy lực so với lời đồn tựa hồ có chút hữu danh vô thực thì ra đúng là có thứ chưa hoàn thành hàn lập có chút thất vọng cầm ngọc giản tùy ý liếc mắt xem một cái rồi bỏ vào trong túi nguyên giao cô nương nơi đây đã bại lộ vì để ngừa việc ngoài ý muốn chúng ta hãy lập tức rời đi tới động phủ có huyền âm. Trì hoãn sẽ sinh biến Hàn Lập nghiêm sắc mặt trầm giọng nói. Được, Hàn Huynh không nói, ta cũng có ý định này. Chờ Nguyên Giao thu thập động phủ một chút, sau đó sẽ không chậm chế xuất phát vừa nghe lời này. Nguyên Giao đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lĩnh hội đồng ý nói. Ba ngày sau, trên một hòn đảo nhỏ hoang vu, Hàn Lập lúc này ở trên trời, ngưng thần nhìn xuống. Đảo này xác thực có âm khí nồng đậm, Nguyên cô nương có thể tìm được nơi này, thật sự là không dễ. Nói không chừng mượn âm khí khổng lồ nơi này, có thể giúp cho nguyên cô nương giảm bớt một chút tổn hại vừa sơ cầm, Hàn Lập đứng bên cạnh gia nhân đột nhiên quay đầu nói. Đây là chuyện tự nhiên, ta từng tra qua tư liệu phụ cận hải vực này, mới biết được tại nơi đảo nhỏ vô danh này, thật lâu trước kia có một danh xưng là mộ huyệt yêu thú. Khi loài người chưa đặt chân trên loạn tinh hải, một khi đại hạn đến, yêu thú cấp thấp ở phụ cận sẽ tự động đến xung quanh đảo, chờ đợi tiêu vong. Chỉ là tu sĩ nhân loại chúng ta sao lại đến thống trị hoàn toàn nội hải, yêu thú cấp thấp bị giết điên cuồng, loại chuyện này tự nhiên sẽ không có. Nhưng như vậy, trải qua nhiều năm tiêu tán, đảo âm khí nặng này làm cho người ta sợ hãi. Và lại đảo này quá nhỏ, hơn nữa vị trí lại rời xa lộ tuyến các đảo thông thường, mới hiếm có dấu vết người lui tới nguyên giao nhìn lên đảo nhỏ, mỉm cười nói. Nói xong lời này, nữ tử liền không chút do dự bay xuống, hàn lập không chút hoang mang theo sát. Tại một góc của hòn đảo, Nguyên Giao dẫn Hàn Lập đến một tiểu sơn cốc, bốn phía đều là các loạn thạch màu đen cỡ nắm tay. Nguyên Giao bên này, hai tay bắt một pháp quyết, ngọc thủ dương lên, một đạo hồng quang phát ra. Sau khi hồng quang bay đến cốc, cảnh sắc đột nhiên biến đổi, lộ ra một trận pháp chừng hơn 10 trường. Trận pháp này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, phú văn thâm ảo, vừa thấy liền biết không phải đơn giản. Nhưng làm cho Hàn Lập để ý chính là, tại trong trận pháp có một quan tài bằng bạch ngọc trong suốt tinh xảo. Dài khoảng 7 thước, cao 3 thước, toàn thân được bao quanh bởi màu trắng nhạt, đúng là dùng hàn ngọc chân quý chế thành. Giá trị tuyệt đối xa xỉ, trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, không hề nghi ngờ, bên trong quan tài này chính là thân thể mà nguyên giao tìm cho Nghiên Lệ. Theo Hàn Lập biết, điều kiện thân thể để thi triển Hoàn Hồng thuật phi thường hạn chế. Chẳng những liên quan đến thuộc tính linh căn, ngày giờ sinh, thậm chí chủ thân thể khi chết có oan khuất hay không, oan khí cùng nhiệt khí nhiễm thân đều bắt phải chuyển xác vô cùng. Dưới tình huống như vậy, mới có thể thi triển hoàn hồn thuật. Lúc Hàn Lập đang cẩn thận đánh giá quan tài bằng Hàn Ngọc, thần sắc nguyên giao trân trọng từ trong lòng lấy ra một hộp gỗ màu đen, đem phóng tới trên quan tài, lập tức lui về sau vài bước. chương 565, Thiên Triệu, sau hai canh giờ, là thời khắc âm khí thịnh nhất, khi đó ta bắt đầu thi triển hoàn hồn thuật. Cả quá trình thi thuật đại khái khoảng 2 đến 3 ngày. Trong lúc này, đành phiền toái đến Hàn Huynh Nguyên Giao nhìn trời, rồi quay đầu hướng tới Hàn Lập chân Thành nói hàn lập gật đầu sau khi xem xét bốn phía sơn cốc nhướng mày hỏi một câu nơi này trừ một cái huyến trận bên ngoài tựa hồ không bố trí một pháp trận nào che chở vạn nhất lúc đó cường địch đến ta không thể phân thân cô chẳng phải gặp nguy hiểm sao cái này nguyên giao đương nhiên biết nhưng trong tay không có đủ khí cụ cao cấp bố trận cũng không có thời gian chuẩn bị đường sống cũng chỉ có thể mạo hiểm nguyên giao cắn đôi môi đỏ mọng ngọc dung lộ ra vài phần bất đắc dĩ đã như vậy chuyện trận pháp giao cho hàn mỗ Ta nơi này còn có mấy bộ khí cụ bố trận, mặc dù không nói là uy lực vô song, nhưng cũng có một chút công dụng. Trung Quy so với một chút phòng hộ cũng không có thể đỡ hơn nhiều Hàn Lập nghe Nguyên Giao nói, đưa tay sở cầm nói. Hắn coi như là làm người tốt thì phải làm đến cùng. Hàn Huynh còn tinh thông trận pháp, nếu thật như vậy, Nguyên Giao làm phép tự nhiên sẽ an tâm rất nhiều. Vậy làm phiền Hàn Huynh Nguyên Giao nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Hàn Lập mỉm cười không nói, bay lên trời xem địa hình sơn cốc một chút. Một lúc sau, hắn trong lòng đã có chừng mực, chậm rãi hạ xuống thời gian cũng không còn bao nhiêu, hàn mỗ bây giờ bắt đầu bố trận. Nói xong lời này, hàn lập phung hai tay lên, mười mấy khôi lỗi cự viên cao lớn xuất hiện. Từ trong túi chữ vật lấy ra mấy bộ khí cụ bố trận, nhất nhất phân cho đám khôi lỗi, sau đó hắn đứng tại chỗ, dùng thần niệm chỉ huy cự viên, bố trí bốn phía tại sơn cốc. Nguyên Giao có chút tò mò xem mấy khôi lỗi cự viên này hành động, nhưng không lâu thì rời ránh mắt đi bắt đầu bận rộn với việc của mình. Hoàn hồn thuật không phải chuyện nhỏ, làm phép cần phải cẩn thận chuẩn bị, hơn nữa phải kiểm tra pháp trận dưới chân, để phòng ngừa có sai sót. Bên kia, Hàn Lập dưới sự trợ giúp của mười mấy cự viên, gần một canh giờ, Hàn Lập đã thiết kế khoảng 4 năm cái trận pháp uy lực không tệ. Mặc dù ngăn không được tu sĩ kết đan kỳ, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ thì sẽ không cách nào xông qua được. Trong sân cốc, Nguyên Giao cũng đem công việc chuẩn bị kết thúc, Mắt thấy linh thạch tại bốn phía pháp trận phóng ra đều đã tốt, một đạo pháp quyết đánh vào trận nhấn, kích thích phát pháp trận này. Kết quả pháp trận kêu nhẹ một tiếng, ô quang chấp động khởi lên, hắc khí âm trầm bỗng nhiên bay nhẹ nhẹ ra từ bốn phía pháp trận, hướng Hàn Ngọc hội tụ. Nguyên Giao thấy vậy, mặt lộ vẻ hài lòng, lại đánh ra một đạo pháp quyết, ngừng pháp trận lại. Không có vấn đề, tất cả đều bình thường Nguyên Giao từ trong pháp trận đi ra, hướng Hàn Lập mừng rỡ nói. Nguyên cô nương, cô thật sự đã nghĩ kỹ sau khi toái đan, con đường tu tiên sau này sẽ bị hủy, cơ hồ không cách nào tiến vào cảnh giới kết đan lần nữa Hàn Lập nhìn nữ tử đang tươi cười, chậm rãi nói. Nguyên Giao vừa nghe Hàn Lập nói, ý cười trên mặt nhất thời thu lại, trầm mặt xuống. Phá hủy thì phá hủy, ta có thể sống đến nay, Nguyên vốn là đã may mắn lắm rồi Nguyên Giao bình tĩnh nói. Hàn huynh không biết ta cùng sư tỷ tình cảm thắm thiết, mới nói như vậy. Nhiên lệ sư tỷ từ nhỏ cùng ta lớn lên, đồng loạt vào môn phái tu hành, cùng ăn cùng ở hơn 10 năm. Chính là thân tỉ muội cũng không thể hơn được, mà năm đó đánh chết thiếu chủ thanh dương môn thì cũng là sư tỷ thay ta đỡ một kích phản vệ của đối phương. Nếu không hôm nay bên trong âm hồn mộc, chính là ta mới đúng. Nếu có thể làm cho nguyên thần nhiên lệ sư tỷ không tiêu tán, một lần nữa có được thân thể, cho dù toái đan cũng không sao cả tay nữ tử này vừa nhấc nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rủ ở trên trán thân sắc thản nhiên. Nghe được lời này, mặt hàn lập hiện lên một tia dị sắc sau đó hắn trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, không khuyên can nữa. Nguyên giao một lần nữa trở lại bên trong pháp trận, ngồi xếp bằng tại quan tài hàn ngọc, tĩnh lặng chờ thời cơ tốt nhất đến. Hai người trong lúc đó nhất thời không nói gì, nhưng không bao lâu, nữ tử nhìn sắc trời, chậm rãi đứng dậy. Đã đến giờ, ta bắt đầu làm phép, mặc kệ lần này có thể hoàn thành thuận lợi hoàn hồn thuật hay không, tiểu nữ tử đối với việc hộ pháp của Hàn Huynh, cảm kích vô cùng trước xin nhận nguyên giao một xá nguyên giao hướng hàn lập nhẹ nhàng xá một xá sau đó không trần chờ hai tay bắt quyết thúc giục trận pháp dưới chân hàn lập thấy tình cảnh này thở dài chậm rãi hướng bên ngoài cốc mà đi ra trong chốc lát âm khí nơi đây sẽ đại tụ cho dù lấy tu vi của hắn cũng không muốn ở quá gần tại cốc khẩu cách đó không xa hàn lập dừng bước quay đầu nhìn lại tình hình trong cốc âm phong ở trong pháp trận đã khởi một tầng ô quang ảm đạm che khuất khắp nơi mơ hồ có tiếng quỷ kêu la truyền đến hoàn hồn thuật hình dáng thoạt nhìn quả nhiên không giống bình thường hàn lập mặt không thay đổi tại cửa cốc khoanh chân ngồi xuống đem thần thức chậm rãi buông ra giám sát cả hòn đảo nhỏ cùng động tĩnh xung quanh hải vực vẫn không nhúc nhích nhưng ánh mắt lại khẩn trương trên mặt lộ ra một tia cười khổ nhàn nhạt giờ phút này hắn mới biết được vì sao nguyên giao nhất định phải cầu chính mình hộ pháp hoàn hồn thuật này đâu chỉ dùng từ lớn mà có thể hình dung quả thực thiên địa vì nó mà biến sắc hàn lập có chút đau đầu quay đầu lại nhìn tình hình trong cốc. Nơi đây âm phong đã che hơn phân nửa sơn cốc, cát đá khắp nơi bay chạy, mình mông một mảng bụi mù. Âm thanh quỷ khóc thê lương, tới gần trung tâm pháp trận, thì có ô quang chấp động chói mắt, âm khí nặng làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Nhưng làm cho Hàn Lập không biết nói gì chính là, tại bầu trời trên tiểu đảo, không biết từ khi nào đã xuất hiện một khối mây đen đường kính hơn 10 dặm. Âm khí bên trong cuồn cuộn, sấm sét âm ầm, từ từ hình thành dạng cái phễu, hướng tới sơn cốc như thế rõ ràng là dấu hiệu thiên triệu tu sĩ hoạt động xung quanh hải vực sẽ bị kinh động dù sao loại hiện tượng kinh người này nếu không phải bảo vật xuất thế thì chính là ai đó đang thi triển công pháp nghịch thiên bọn họ sẽ không thể không lại xem đến cùng là gì cũng không biết có làm kinh động đến những nhân vật lợi hại hay không hàn lập quay đầu âm thầm tự đánh giá thân xác trong mắt vừa động bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng xa tại hướng tây nam hòn đảo bay đến bảy tám đạo hào quang trong nháy mắt cách tiểu đảo hơn 10 dặm thì dừng lại, tiếp theo hào quang thu lại, hiện ra mấy tu sĩ nam nữ. Trong những người này, trừ một vị cầm đầu là một lão giả tóc trắng trúc cơ kỳ, còn lại đều là thanh niên nam nữ tuổi trẻ luyện khí kỳ cấp 78. Nhìn phục sức áo lam thống nhất trên người bọn họ, ứng với cùng một môn phái. Hiện tại lão giả cầm đầu đang đứng phía trước mọi người, thần sắc nghi hoặc nhìn lên thiên triệu kinh người trên không của tiểu đảo, ánh mắt âm tình bất định. Chiêu sư bá, chúng ta nhanh xem trên đảo một chút, nói không chừng là bảo vật hiển thế một vị nữ đệ tử chừng 21 tuổi, thấy lão giả chỉ nhìn không nói, không khỏi có chút sốt ruột đề nghị. Nhà đầu tuệ linh, người quá manh động, nhìn dấu hiệu này, cho dù có bảo vật xuất thế, bộ dáng phần lớn cũng là ma khí cùng hung khí. Huống hồ có khả năng có cao nhân ở nơi này tế luyện hoặc thi triển ma đạo mật thuật gì đó, mạo muội xông vào quấy giày, chẳng phải là tìm đường chết sao lão giả liếc nhìn nữ tử, dùng khẩu khí mạnh mẽ, trách mắng. Nữ tử vừa nghe lời ấy, bộ dáng mặc dù có chút không phục, nhưng cũng cúi đầu không dám lắm miệng. Sư bá, chúng ta ở chỗ này chờ sao? Một vị nam đệ tử lớn tuổi khác, sau khi nhìn đám mây đêm trên tiểu đảo một lát, có chút trần chờ hỏi. Yên tâm, động tĩnh lớn như thế, khẳng định sẽ còn những người khác đến nữa. Đến lúc đó biết rõ ràng tình huống, hành động tùy theo hoàn cảnh. Nhớ kỹ, Thái Dương Tông chúng ta có thể tồn tại đến nay, toàn dựa vào đệ tử môn phái làm việc cẩn thận, tuyệt không dễ dàng chiêu chọc thị phi chính là có chỗ tốt trời ban trước mặt, cũng phải suy nghĩ xem có mạng để hưởng dụng hay không lão giả tựa hồ là dẫn các đệ tử phía sau đi lịch lãm, một bên quan sát tiểu đảo, một bên giáo huấn. Nam nữ trẻ phía sau, trong miệng liên tục phân giả. Quả nhiên lão giả nói xong không lâu, ở phía khác tiểu đảo, lại bay vụt đến hai đạo hoàng lục độn quang bay tới. Sau khi phát hiện đoàn người lão giả, liền dừng lại cách trăm trượng. Thì ra là chiêu đạo hữu Thái Dương Tông, không biết đạo hữu có biết trên đảo này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại có thiên triệu xuất hiện. Trong đồn quang truyền đến thanh âm ngọt ngào, tiếp theo hào quang tứ tán, một đôi nam nữ đi ra. Nam hơn 40 tuổi, một thân hắc y, khuôn mặt cứng ngắc, giống như vật chết vậy. Nữ thì khoảng 17-18, bộ dáng xinh đẹp đoan trang, hướng tới lão giả dịu dàng hỏi. chương 566, Kinh Thối, thì ra là hai vị mai đạo hiếu. Lão phu cùng với vài vị môn nhân đi ngang qua nơi này, từ xa nhìn thấy kinh biến trên đảo mới đến đế xem tột cùng là điều gì. Cũng vừa mới đến đây không lâu, nhưng quý huynh muội kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra điều gì bất thường không? Lão giả họ chiêu dường như biết được hai huynh muội này, lập tức tươi cười nói. Chiêu huynh cứ nói đùa, ngay cả đạo hữu cũng không biết được thiên tượng này thì ta cùng với gia huynh lại càng không thể biết được. Bất quá, xem bộ dáng âm khí rối loạn kia chỉ sợ là dị bảo xuất thế, có thể là một hung khí cường đại. Nữ tử nhã nhận trả lời, còn nam tử kia chỉ thản nhiên gật đầu, mang một bộ dáng khó đến gần. Lão giả thấy như vậy cũng không hề tức giận, ho nhẹ vài tiếng muốn nói tiếp điều gì đó. Nhưng trong lúc này, một tiếng sáo dễ nghe từ xa xa truyền đến. Sau đó ở phía xa chân trời lực quang chấp động, một quang điểm từ xa đang bay lại. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử họ mai kia vừa nghe được âm thanh này liền biến sắc mấy lần, nhưng sau đó lại bình thản như không hề có việc gì. Lão giả họ chiêu kia đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó dường như là nhớ đến điều gì, liền nhìn vào hai mắt của nữ tử vài lần, trên mặt lộ ra vài phần cổ quái. Mà khuôn mặt nam tử bên cạnh nàng ta không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia tức giận. Một lát sau, quang điểm xanh biếc kia liền đến gần nơi đây. Đúng là một gã nam tử tuổi còn trẻ, dùng sáo ngọc mà phi độn đến, tướng mạo anh tuần, áo trắng tung bay, có chút tiêu sái vô cùng. Phù mỗ không đoán sai, Mai cô nương quả nhiên đã đi đến nơi đây Bạch Y Nam tử bay thẳng đến trước mặt mấy người mới dừng tiếng sáo kia lại. Hướng đến nữ tử họ Mai kia hưng phất hét lớn lên. Phù đạo hữu cũng đến, trên mặt nữ tử hiện lên một sự bất đắc dĩ, trong miệng miễn cưỡng trả lời, dường như không vui vẻ gì khi nhìn thấy đối phương. Ngươi rốt cuộc là có dụng ý gì? Tiểu muội đã nói rõ không muốn làm đạo lữ song tu với ngươi, nhưng ngươi sao lại dây dưa như thế? Chẳng lẽ tưởng rằng có một sư phụ kết đan kỳ thì Mai Mỗ cũng không dám đuổi ngươi đi?" Âm thanh của huynh trưởng nữ tử kia lạnh lùng nói, "Tiểu sinh thật tâm thích lệnh muội, chỉ cần Mai cô nương một ngày chưa có hôn phối, tại hạ sẽ vẫn đi theo bên cạnh." Mai đạo hữu nhất định sẽ bị tấm chân tình của tại hạ làm cho lay chuyển bạch y nữ tử ngây ngốc nhìn Mai nữ tử kia, vẻ mặt đầy thâm tình. Nữ tử đối diện nghe được những lời ấy khiến cho hai má ửng đỏ, trực tiếp xoay người qua chỗ khác, không hề tiếp tục để ý đến người này nữa mà vị khuôn mặt vị huynh trưởng kia lại lộ ra một tia hung ác. Cùng với khuôn mặt như cương thi kia lại càng thêm giữ tợn đáng sợ. Nhưng bạch y nam tử kia lại nhìn thẳng vào bóng lưng của nữ tử, căn bản không hề để ý đến người khác. Khổ, ba vị đạo hiếu cần gì phải như vậy, một lát nữa chỉ sợ đồng đạo đến càng nhiều. Nếu bảo vật có thể xuất thế trên đảo này thì tốt nhất là nhanh chóng ra tay. Nếu không đến nhiều người hoặc là tiền bối kết đan kỳ đến thì một chút kết quả tốt nào cũng không hề có đôi mắt chiêu lão giả khẽ chuyển một cái, bỗng nhiên mở miệng hóa giải bầu không khí giữa ba người này, truyền đề tài đến hòn đảo nhỏ ở xa. Vừa nghe xong những lời này, lập tức trong lòng ba người bọn họ liền nao nao hẳn lên. Ồ, thiên tượng trên đảo đã bắt đầu có biến hóa bạch y nam tử vốn có vẻ mặt không cần nhưng sau khi tùy ý liếc mắt một cái, thần sắc liền biến đổi. Lão giả cùng với Mai Thị Huynh muội vừa nghe cũng cả kinh nhìn lại. Quả nhiên mây đen đang quay cuồng không ngừng trên bầy trời đột nhiên bắt đầu xoay tròn quanh một điểm, âm khí phụ cận tiểu đảo cũng không ngừng tiến vào, thể tích nhanh chóng bành trướng lên. Có thể mơ hồ thấy được một quái vật to lớn đang thành hình. Đây là cái gì, chẳng lẽ bảo vật muốn xuất thế bây giờ sao? Khuôn mặt của nữ tử hiện ra vẻ hoảng sợ, biến sắc nói. Mặc kệ là có đúng hay không, nhìn một chút rồi sẽ nói tiếp. Có lẽ thật sự là cơ duyên ta đợi đã đến rồi nam tử họ mai kia nhìn một màn trên đảo, khuôn mặt lộ ra một tia dị sắc nhưng vạn nhất không phải là bảo vật mà là một cao nhân nào đó đang tu luyện công pháp đỉnh cao. Chúng ta có thế đã làm đối phương tức giận hay không? Nữ tử vừa nghe nói huynh trưởng nói liền bắt đầu có chút chần chờ. Trên đời này vốn không có chuyện không làm mà có thể thu hoạch được, muốn có bảo vật đương nhiên sẽ phải mạo hiểm. Huống hồ chi cho dù là thật sự có vị tiền bối nào đó ở trên đảo lúc này thì ta sẽ nói vài lời tốt đẹp rồi rút lui cũng không sao âm thanh của nam tử lạnh lùng, không hề kiên nhẫn lên tiếng nói sau đó hắn liền không hề chú ý đến mọi người dẫm lên kiếm hình pháp khí hướng đến tiểu đảo mà bay đi nữ tử đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó khuôn mặt lộ ra sự lo lắng thúc giục pháp khí bạch hi nam tử thấy như vậy liền trần trơ một chút sau đó nghiêng đầu nhìn thấy thân hình lão giả họ chiêu kia vẫn không có di động trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc nghi hoặc chiêu đạo hữu không muốn đi tìm hiểu xem cuối cùng là điều gì sao đề xuất đi lên đảo tìm bảo vật chính là do đạo hữu đề nghị ra chẳng lẽ nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý? Hắn nhướng mày hỏi, lão phu chỉ là đề nghị mà thôi, cũng chưa từng nói qua là sẽ đi đến đó. Huống hồ lần này ra ngoài chiêu mỗ còn mang theo một số vãn bối, cũng không muốn mạo hiểm. Nếu như thật sự có bảo vật cũng chỉ có thể để cho ba vị đạo hữu mà thôi lão giả cười hắc hắc vuốt tròm dâu thản nhiên nói. Hừ, chiêu huynh nói thật dễ nghe, chỉ sợ muốn đem mấy người bọn ta như là đá giò đường mà thôi bạch y nam tử liếc mắt nhìn lão giả, nhưng sau khi xoay mặt nhìn mai nữ tử đi phía trước liền cắn răng hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Lão giả ở phía sau cười cười nhìn thấy nam tử độn quang đi ra xa, khẽ lắc đầu một cái, một hồi lâu sau mới tự nói. Không nhan hỏa thủy, vướng phải chữ tình này thì sau này ngươi sẽ gặp phải những phiền toái lớn. Hắn thấp giọng thì thào tự nói, nam nữ đệ tử đứng ở phía sau nghe nói như vậy, không khỏi nhìn nhau. Nhìn thấy ba người bọn họ tiến vào trong phạm vi của tiểu đảo, trực tiếp bay xuống phía dưới thần tình lão giả không khỏi rung lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong thần sắc mơ hồ có thể nhìn thấy một tia khẩn trương và chờ mong. Nhưng vào lúc này, sau lưng bọn họ liền truyền đến một câu nói lạnh như băng. Người thật ra rất thông minh, không có đi mạo hiểm, nếu không cho dù là bảo vật xuất thế thì bọn tiểu bối như ngươi cũng có thể xứng đáng đoạt được sao. Lão giả họ chiêu nghe như vậy trong lòng kinh hãi vô cùng. Đám đệ tử vội vàng nhìn lại phía sau nhưng kết quả lại trống trơn, nào có bóng người khác đâu không biết là bị tiền bối nào giá lâm thái dương tông chiêu tiều tham kiến tiền bối lão giả cũng không có phát hiện ra tung tích người lên tiếng nhất thời thấy lạnh cả người vội vàng cung kính nói thái dương tông lão ra hỏa bộ điên kia là gì của ngươi vẫn không có ai hiện ra nhưng thanh âm lạnh lùng vẫn như được truyền ra ngay bên cạnh tông chủ là sư thúc tiền bối biết được tông chủ lão giả dùng mình không dám chậm trễ trả lời hắc hắc đã từng gặp mặt qua hắn một lần vốn muốn giết các ngươi để đỡ phải trướng mắt nhưng một khi đã là môn hạ của người quen thì tha cho các ngươi vậy. Nhưng mà mấy tiểu bối các ngươi ngoan ngoãn đứng ở nơi đây. Nếu không thì đừng trách ta độc ác sau khi do dự một chút thì âm thanh này mới hỏa hoãn hơn. Đương nhiên, ta tuyệt sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền bối lão giả nghe xong như vậy sắc mặt có chút xanh lại, nhưng trong lòng lại thầm nhủ may mắn mà trưởng bối trong môn giao du rộng rãi. Lúc này bạch y nam tử đã đuổi kịp mai thị huynh muôi, ba người đi đến phụ cận của tiểu cốc, đang muốn tiếp tục đi đến thì linh khí phía trước xuất hiện một trận giao động, bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng chắn ngang. Mời ba vị đạo hữu quay trở về, tại hạ không muốn phải đắc tội trong tai của ba người đồng thời vang lên âm thanh của nam tử, lạnh lùng mà bình tĩnh. Đúng là âm thanh của Hàn Lập, Mai Thị Huynh để cùng với bạch y nam tử liếc mắt lẫn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Xin hỏi vị đạo hữu, ở trên đảo này có chuyện gì xảy ra vậy? Nam tử họ Mai kia không kiên nhẫn lên tiếng hỏi, ta đếm đến người, các ngươi nếu không rời đi thì có thể vĩnh viễn lưu lại. 10, 9, 8, Hàn Lập căn bản không có ý tứ trả lời, ngược lại thanh âm càng lạnh lùng, không chút khách khí nào. Ba vị tu sĩ trúc cơ kỳ sắc mặt biến đổi, khẩu khí của đối phương thật dọa người, chẳng biết là đối phương chỉ muốn đe dọa thôi hay thật sự là một vị tu sĩ kết đan kỳ. Trong khi ba người do dự thì Hàn Lập đã đếm được một nửa. Lúc này quang mạc chợt lóe lên, từ bên trong bay ra mười mấy khôi lỗi cự viên, xếp thành hàng hướng đến bọn họ đánh đến không hay rồi, nhanh lui lại, mấy cái này đều là khôi lỗi cấp cao, tuyệt không phải là thứ mà chúng ta có thể đối kháng nữ tử họ mai dường như rất có kiến thức, vừa nhìn sơ một chút liền có thể thấy được sự lợi hại của khôi lỗi cự viên, khuôn mặt trắng bệch lại. Sau đó nàng không nói tiếp, nắm tay của huynh trưởng phi độn ta ngoài. Bạch y nam tử cũng không có ngu xuẩn, cũng thấy được sự lợi hại của khôi lỗi này, hít một hơi khí lạnh mà theo sát sau mai thị huynh muội. Vừa nhìn thấy ba người cảm thấy khó khăn mà lui lại, phía sau màng hào quang truyền đến âm thanh ra lệnh ngừng lại. Mấy khôi lối cự viên kia chỉ đi hơn 10 trượng liền dừng lại, bất động lạnh lùng nhìn bọn họ. Thấy ba người bay ra khỏi tiểu đảo cũng không hề quay đầu lại, đám cự viên kia mới đi vào bên trong màn ánh sáng, không còn nhìn thấy bóng dáng. Hàn lập ngồi xếp bằng tại cốc khẩu chậm rãi mở đôi mắt ra, trên mặt không hề có chút vui mừng nào. Bởi vì hắn cảm ứng được vùng phụ cận này ngoại trừ mấy tu sĩ cấp thấp ra đã xuất hiện một gã tu sĩ kết đan kỳ, Tuy độn pháp của đối phương mặc dù huyền diệu nhưng dưới thần thức của hắn bị bại lộ không thể nghi ngờ. Hy vọng ba người vừa rồi thối lui ra có thể làm cho các tu sĩ trúc cơ kỳ khác thấy khó mà lui. Hắn đương nhiên không hề sợ hãi các tu sĩ này, chỉ là không muốn vô duyên vô cớ đại khai sát giới mà thôi. Mà như thế này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo sự phỏng đoán của hắn, nếu như thật sự có gì phiền toái thì chính là 10 ngày cuối cùng. Dù sao cũng có một đoạn thời gian để trì hoãn, các tu sĩ cấp cao ở xung quanh đều có thể biết được tin tức mà đến nơi đây. chương 567, tiềm nhập, trong lòng Hàn Lập tự đánh giá, ngày cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ có 3-4 tu sĩ cấp cao mà thôi. Các lão quái nguyên anh kỳ không có khả năng đúng dịp này mà xuất hiện ở phụ cận vùng này được. Dù sao nơi này không phải là ngoại hải, hải vực rộng lớn như vậy cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không có được bao nhiêu. Nếu như thế mà nói, thì với tu vi của hắn hôm nay tự nhiên không có gì sợ hãi. Mặc dù không muốn khiêu khích sự chú ý của người khác, nhưng nếu mấy tu sĩ này thật sự không biết tiến lùi, thì hắn cũng chỉ có thể ra tay mà thôi. Giữ lấy chú ý này, mặt hàn lập không chút thay đổi, nhắm hai mắt lại. Lão giả họ chiêu kia thấy mấy người kia trở về nhanh như vậy, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Thế nào, ba vị đạo hữu đã dò xét được tình huống trên đảo rồi sao? Lão giả dường như đang muốn dò hỏi, chúng ta một bước cũng chưa đi được, trên đảo có tu sĩ chiếm cứ, lại bày ra cấm chế đối phương điều khiển một số khôi lỗi cấp cao, khẩu khí cũng thật dọa người. Phỏng chừng là tu sĩ kết đan kỳ, ba người bọn ta không phải là đối thủ trong mắt nữ tử họ mai kia hiện ta thần sắc kinh sợ nói. Tu sĩ kết đan kỳ, nói như vậy thiên tượng trên đảo quả thực có chút kỳ quái, không phải do tự nhiên mà hình thành. Chẳng lẽ là đúng là có bảo vật nào đó xuất thế? Lão giả dùng mình, không khỏi thốt lên hỏi, ai mà biết, theo lý mà nói chúng ta là nhóm người đến đảo này sớm nhất người nọ dường đã đi lên đảo trước khi có thiên tượng, cũng đã lập ra pháp trận. Xem ra có điều gì đó ở bên trong bạch y nam tử khẽ vuốt cây sáo ngọc trong tay, đầu cũng không ngẩng lên nói. Bộ dáng đối phương như thế nào? Ba bị đạo hiếu có thể nói một chút, nói không chừng lão phu có thể nhận thức được lão giả sau khi trầm ngâm một chút liền hỏi. Nghe lão giả hỏi như vậy mai thị huynh ngồi cùng với bạch y nam tử không khỏi nhìn nhau. Sao vậy? Ba vị không thế nhìn thấy hình dáng của đối phương. Lão giả nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Bạch Hy Nam Tử nhìn thấy vẻ mặt lão giả như thế liền nhớ đến chuyện lúc trước, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hừ, Chiêu Huynh không tin, có thể tự mình xông vào. Đến lúc đó người ta có hạ thủ lưu tình hay không thì thật khó mà nói hắn không khỏi tức giận nói. Ha ha, đạo hữu đừng hiểu lầm, lão phu chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Một khi trên đảo đã có tiền bối kết đan kỳ, mặc kệ là người ta đang tu luyện công pháp hay thật sự là có bảo vật xuất thế, tự nhiên không chừa đường sống cho ta lão giả cười ha hà nói. Điều này cũng không nhất định, cho dù đối phương là tu sĩ kết đan kỳ nhưng nếu chúng ta liên hợp hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ lại, cũng không phải là không có cơ hội liều mạng với đối phương nam tử họ mai biểu môi, có chút không cam tâm nói. Mai Huynh cứ nói đùa, không nói hiện tại không có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy. Cũng không biết trên đảo thực sự có xuất hiện bảo vật có giá trị hay không, ai lại muốn đi đắc tội với một tu sĩ kết đan kỳ chứ. Bạch Hy Nam Tử lắc lắc đầu, không cho là đúng nói. Vừa nghe được bạch y nam tử nói vậy, huynh trưởng của nữ tử kia nhất thời sắc mặt có chút khó coi, há miệng tính nói nhưng lại không thể phản bác được. Đành phải thở dài một hơi không nói gì, huynh trưởng, nếu nơi này thật sự quá nguy hiểm, hay là huynh muội chúng ta đừng có đi vào, hãy rời xa đây nữ tử họ mai nhìn nam tử bên cạnh dịu dàng nói. Nam tử kia nghe được lời này trên mặt liền lộ ra vẻ trần trờ. Tuy biết rõ lần này có tu sĩ kết đan kỳ ra tay, không có khả năng có thể thu hoạch được gì nhưng thật vất vả mới có thể gặp được một lần dị bảo xuất thế, hắn cũng không muốn buông tha như vậy mà rời khỏi. Dù sao đối với tán tu huynh muội bọn họ mà nói, cơ hội như vậy thật sự là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đi, muốn rời khỏi sao, trước khi ta chưa cho phép, đừng ai cho rằng có thể rời khỏi. Không chờ cho nam tử họ mai kia quyết định, thì một câu nói lạnh như băng mơ hồ từ bốn phía truyền đến, Mai thị huynh đệ cùng với bạch y nam tử chấn động, lập tức nắm lấy túi chữ vật, vẻ mặt kinh hãi nhìn khắp bốn phía. Nhưng bốn phía lại không hề có gì, thực sự là không có bóng dáng của ai cả. triều đạo hiếu, đây là chuyện gì? Nam tử họ mai hướng đến lão giả hỏi, đồng thời thả thần thức ra, không ngừng tìm tòi ở vùng phụ cận quanh đó. Mấy vị đạo hữu không cần phải hỏi ta, ta cũng giống như các vị thôi, không thể rời khỏi đây vẻ mặt lão giả bất đắc dĩ cười khổ nói. Nghe nói như thế, ba người liền ngẩn ra, đang lúc không biết có nên tin tưởng lão giả hay không thì ở cách đó hơn 10 trượng có hoàng quang chợt lóe lên, một bóng trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Quanh bóng trắng này có bạch khí quẩn quanh, thân hình mơ hồ, giống như là ảo ảnh vậy. Người này xuất hiện lập tức khiến cho bọn người Mai thị huynh muội bị dọa nhảy dựng lên, đồng thời xuất ra pháp khí thủ hộ trước người, vẻ mặt kinh hãi nhìn đối phương. "Hừ, mấy tiểu bối các ngươi, còn muốn động thủ với ta bên trong bạch khí truyền ra âm thanh cực kỳ lạnh lùng." mơ hồ chứa sự tức giận không dám chỉ là không biết chúng ta sao lại đắc tội với tiền bối vì sao không cho huynh muội chúng ta rời đi nữ tử họ mai tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của bóng trắng nhưng từ linh khí dao động trên người đối phương toát ra cũng làm cho nàng khẳng định đây là một tu sĩ kết đan kỳ sắc mặt không khỏi trắng bạch đi chuyển lời giải thích đắc tội với ta các ngươi không xứng ta chỉ không muốn cho chuyện nơi đây có nhiều người biết mà thôi khi chưa biết rõ ràng trên đảo này có bảo vật hiện thế hay không Ai cũng không được rời khỏi nơi này nữa bước, nếu không ta lập tức ra tay giết kẻ đó bóng trắng dường như cực kỳ cao ngạo, không khách khí ra lệnh. Bọn người Mai Thị huynh đệ nghe vậy, chỉ có biết trợn tròn mắt. Một khi đã như vậy, không biết khi nào tiền bối lên đảo tìm kiếm. Bạch Hy Nam tử thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi hỏi. Yên tâm, lập tức sẽ làm thôi. Chẳng qua trước đó, các ngôi lên đảo gặp phải chuyện gì tỉ mỉ kể lại cho ta nghe một lần bóng trắng cười lạnh một tiếng nói. Ba người nghe xong lời này không khỏi nhìn nhau, trong đó đôi mày của nữ tử họ mai khẻ nhíu lại, sau đó chấn định nói. Thật ra, chúng ta cũng không có điều gì có thể nói, cơ bản là bị đối phương điều khiển hơn 10 khôi lỗi cấp cao mà kinh sợ thối lui. Lúc ấy, nữ tử đem sự tình phát sinh trên đảo cẩn thận nói qua một lần. Có thể điều khiển hơn 10 khôi lỗi cấp cao, quả thật không phải là điều mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể làm được. Xem ra mấy người các ngươi còn có chút thông minh, nếu như trì hoãn thêm một chút nữa thì bây giờ đã không đứng ở đây rồi bóng trắng nghe nói xong liền im lặng một lúc sau mới cười hắc hắc nói sau đó bóng trắng không nói nhiều thân hình chợt nhoáng lên hóa thành một đạo hoàng quang trực tiếp bay xuống tiểu đảo các tu sĩ khác vui vẻ trong lòng đang muốn thoát thân thì từ xa xa vọng lại một câu nghe cho kỹ trước khi ta trở về nếu người nào có dũng khí rời khỏi đây đừng trách ta trở mặt đuổi giết ta cũng không phải là một người độ lượng gì âm thanh dần dần tiêu tán trong tiếng gió mà mấy người lão giả chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Nhìn thấy hoàng quang đi xa, mấy người bọn họ tự nhiên đều có tâm tư riêng. Nhưng sau khi đánh giá được sự lợi hại trong đó thì vẫn là sợ hãi tu sĩ kết đan kỳ kia, không người nào có dũng khí rời đi. Cơ hồ trong lúc đó, Hàn Lập ngồi trong tiểu cốc kia mở mắt ra. Vốn cho rằng ngày mai người mới đến, không nghĩ đến lại là một gia hỏa thiếu kiên nhẫn Hàn Lập thì thào tự nói, dường như có chút bất mãn. Ngay lúc này, thần sắc Hàn Lập vừa động, quay đầu nhìn về hướng khác trên mặt lộ ra sự trầm ngâm. Lại là một tên gia hỏa khác, xem ra trước tiên thu thập một người rồi tính sau. Tu sĩ kết đan kỳ cũng không có thể bị dọa mà thối lui được hắn ngẩng đầu nhìn lên trời khẽ thở dài nói. Nói xong những lời nà, Hàn Lập không hề trần chờ vỗ tay vào túi linh thú ở bên hông. Ba đàn vệ kim trùng bay ra khỏi miệng túi, ở trên đầu sau khi xoay một cái liền ngưng kết thành một thanh cự mâu ba màu. Đi, Hàn Lập nhìn cự mâu, trong miệng khẽ hô một tiếng. Tiếng xé gió vang lên, không còn thấy bóng dáng của cự mâu đâu nữa. Một khi đã muốn chết thì đừng có trách ta nhìn về phía cự mâu biến mất, sát khí trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên. Bóng trắng biến thành một đạo hoàng quang bay lên trên tiểu đảo, nhưng độn quang này sau khi đi đến bên bìa đảo liền dừng lại. Sau đó bạch khí tản đi, lộ ra một vị trung niên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có chút máu. Hắn nhìn về phương hướng của thiên tượng phát ra, dị sắc trong mắt chợt lóe ra. Sau đó bạch khí lại xuất ra quanh thân Thân hình mơ hồ không thể nhìn rõ. Một lát sau cả người bỗng nhiên biến mất. Khi Bạch Ảnh thi triển độn thuật ẩn nặc muốn tiến vào bên trong xem xét thì ở một địa phương khác của tiểu đảo xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, mười mấy đạo hồng quang này đều vây quanh một thú xa hoa lệ. Chiếc xe này dài khoảng 6-7 trượng, hoàn toàn được làm bằng gỗ quý. Trên mặt phù chú tầng tầng, bạch quang nhàn nhạt, phía trước xe có ba đầu quái điểu màu xanh kéo đi, mấy quái điểu này đều lớn tương đương nhau, sáu mắt bốn cánh, sự tợn hung ác nhưng lại bay cực nhanh trong nháy mắt liền đi đến vùng không trung phụ cận của tiểu đảo. chương 568, Cường Địch, dừng, bên trong xe truyền ra tiếng nói của nam tử, nhất thời thú sa động quang trong nháy mắt liền dừng lại giữa không trung Sau đó hào quang thu liếm lại, hiện ra một đám nữ tử đẹp như hoa, bận một bộ cung trang màu xanh biếc, lưng đeo song kiếm. Các nữ tử này chỉnh tề xuất hiện ở hai bên thú sa, mỗi một người đều cúi thấp đầu, thần sắc nghiêm nghị, toàn bộ đều có tu vi trúc cơ kỳ. Kỳ quái, nơi này thế nào lại có người thi triển pháp thuật nghịch thiên? Xem bộ dáng âm khí hội tụ không phải là cải dương thần thuật thì cũng là hoàn hồn mật thuật bên trong thú xa được bao phủ bởi bạch quang kia truyền ra âm thanh kinh ngạc, lại có thể gọi ra được tên của hoàn hồn thuật. Thiên tượng này kinh người như thế vì sao không phải là dị bảo hiện thế? Một âm thanh thiếu nữ tuổi còn trẻ truyền ra sau đó, lời nói lạnh lùng cực kỳ nhưng không cách nào che giấu được sự dụ hoặc trong đó. Hắc hắc, nàng cho rằng ta ngay cả dị bảo hiện thế cùng với pháp thuật cũng không phân biệt được sao. Nam tử đó tựa hồ phi thường tự tin, khẽ cười một tiếng nói. Hừ, điều này cũng chỉ có mình ngươi nói ra, nói không chừng chính là dấu hiệu của bảo vật xuất thế. Dù sao thì ta cũng không nhìn ra được giữa hai điều đó có gì khác biệt im lặng trong chốc lát, trong xe truyền ra tiếng hử lạnh như băng của thiếu nữ. Không chút khách khí nói, muốn biết có phải là thật không đi qua xem chẳng phải là sẽ rõ ràng sao vô luận là cải dương hay là hoàn hồn chi thuật đều do tu sĩ có tu vi đã ngoài kết đan mới có thể thi triển được hơn nữa sau khi thi triển xong tu vi sẽ bị hạ xuống thậm chí hạ xuống một cảnh giới cũng là chuyện rất bình thường ta cũng có chút tò mò muốn nhìn xem là nhân vật nào thi triển thuật này nếu tu vi còn lại không tệ lắm sẽ thuận tiện thu lấy thần cư đường hiện tại còn thiếu vài tên chấp pháp sứ nam tử tựa hồ vô cùng sủng nịnh với nàng kia nghe đối phương nghi ngờ lời nói của mình không hề tức giận ngược lại dựa theo khẩu khí của đối phương mà nói tiếp. Tốt, thú sa phi hành cũng hơn một tháng rồi, ta cũng có chút buồn bực. Lên đảo đi thôi thiếu nữ sau khi do dự một chút liền đồng ý nói. Chờ một lát, ta đem vòng bảo hộ này thu lại. Theo lời nói đó, bạch quang trên xe chợt lóe lên, hào quang chậm rãi biến mất, lộ ra người ngồi bên trong xe. Trong xe quả nhiên là hai nam nữ, ngồi ngay ngắn trước sau. Một vị là nam tử bận ma y, đầu đội cao quan, khoảng chừng 2728, tướng mạo thanh tú nho nhã, trong ánh mắt mơ hồ có kim quang, chẳng biết là tu luyện công pháp gì. Bên cạnh hắn có một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi. Thiếu nữ bận bộ quần áo màu trắng, da thịt nõn nà như ngọc, tóc rũ xuống đến vai, tướng mạo xinh đẹp vô cùng, nhưng sắc mặt nữ tử lại có chút tái nhợt, khiến cho người ta cảm giác giống như là một tiên tử không hề đụng chạm với lửa chân, như mộng như ảo. Thiếu nữ dựa vào thú xa, đôi mày hơi nhíu lại, bộ dáng dường như có chút không hài lòng nhưng sau khi màn hào quang biến mất thì thần sắc của nàng vừa động thân hình đứng lên đi xuống khỏi thú xa nam tử vẫn ôn nhu nhìn hành động này của nữ tử thấy như vậy liền mỉm cười đi xuống theo ôn đạo hiếu theo sự tính toán của ngươi quỷ vụ sẽ xuất hiện ở vùng phụ cận có được mấy phần nắm chắc theo ta được biết đó chính là thiên tai thần bí nhất của loạn tinh hải thời gian địa điểm quỷ vụ xuất hiện không theo một quy luật nào cả thiếu nữ nhìn sang phương hướng của tiểu đảo cũng không quay đầu lại mà nói Nam tử tựa hồ đã quen thuộc với điều này, hai tay chắp sau lưng mỉm cười nói. Quỷ vụ quả thực không thể tìm ra được quy luận chính xác của nó. Nhưng ta trải qua một phen tổn hao tâm huyết, thu thập tư liệu mỗi khi quỷ vụ xuất hiện cả mấy trăm năm thì phát hiện một chuyện rất là thú vị. Địa phương mà quỷ vụ xuất hiện thì một đại bộ phận đều là vùng phụ cận của hỏa sơn vừa mới phun. Mặc dù không phải mỗi lần đều như thế nhưng ít nhất có một phần ba đều theo quy luật này vùng hải vực này lại trùng hợp với thời gian có hai ngọn hỏa sơn bộc phát dưới đáy biển. Tỷ lệ quỷ vụ xuất hiện hắn là không nhỏ, thiếu nữ tuyệt sắc kia nghe xong những lời này khiến cho đôi mắt hiện ra một tia dị sắc, sau khi trần chờ trong chốc lát liền chậm rãi hỏi. Đạo hữu trải qua một đoạn thời gian dài như vậy mang ta đi đến hải vực này chỉ để xem quỷ vụ xuất hiện thôi sao? Quỷ vụ này tu sĩ bình thường gặp phải chạy còn không kịp, nào có ai lại chủ động tiếp cận? Vì sao không thể, ta gần đây cũng không có việc gì làm, không bằng đi đến đây xem thử có chính xác hay không. Chẳng lẽ quỷ vụ xuất hiện thật thì không thể chạy trốn đi sao? Khóe miệng của thanh niên khẻ cong lên, lộ ra vẻ lạnh nhạt. Thiếu nữ nghe như vậy nhất thời trầm mặc. hiện tại pháp thuật của đối phương dường như đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta có nên quấy rầy đối phương hay không? Một lát sau, thiếu nữ chỉ lên thiên tượng trên đảo bình tĩnh hỏi. Quấy rầy, ôn thiên nhân ta muốn gặp một gã tu sĩ kết đan kỳ còn gọi là quấy rầy sao? Nếu người này không biết tốt xấu, dám can đảm mở miệng bất kính ta liền ra tay tiêu diệt khuôn mặt nho nhã của nam tử chợt hiện ra thần sắc kiêu ngạo không khách khí nói thiếu nữ nhìn nam tử đối diện không nói gì bất quá thần thông của nam tử này thật sự là thâm bất khả chắc mặc dù còn chưa ngưng kết nguyên anh nhưng với tu sĩ đồng cấp mà so sánh thì căn bản không cùng một cấp độ đối phương được gọi là tu sĩ kết đan kỳ đệ nhất của loạn tinh hả sợ rằng tiếng đồn không hề sai ô thần sắc của nam tử trở động ánh mắt hướng đến một phương hướng của tiểu đảo nhìn đến trên mặt hiện ra sự kinh ngạc sao vậy đã xảy ra chuyện gì thiếu nữ có chút tò mò nhưng vẫn dùng khẩu khí lạnh lùng hỏi có y tứ hiện tại có ba tu sĩ kết đan kỳ trên tiểu đảo này trong đó có hai là kết đan sơ kỳ trong đó công pháp ẩn nặc của một người có chút thần diệu nhưng cũng không lọt vào trong mắt ta một người khác chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ nhưng lại có thể cảm ứng được thần thức của ta thần thức người này cường đại tuyệt không dưới ta nam tử vừa nói vừa nhìn tiểu đảo trên mặt hiện ra một vẻ trịnh trọng Thiếu nữ nghe vậy trên mặt có chút biến đổi, thần thức của nam tử trước mắt mạnh bao nhiêu nàng đã từng thấy qua, cùng với lão quái nguyên anh kỳ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại còn có một tu sĩ kết đan kỳ khác có thần thức cường đại giống như hắn, thật sự khiến cho thiếu nữ này khó có thể mà tin được, trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình cổ quái. Bất quá thiếu nữ này cũng biết, nam tử này thoạt nhìn thì nho nhã lịch sự, hào khí vô cùng, nhưng cũng không phải là một người thiện tâm gì, mà ngược lại còn rất ác độc quỷ dị vô cùng thậm chí có chút không như ý liền động thủ lấy tánh mạng người khác tu vi lại cao đến dọa người cho dù hiện tại đối phương đối với nàng si mê vô cùng nhưng nàng chỉ dám làm ra vẻ mặt lạnh lùng không dám quá phận chọc giận đối phương cũng may nam tử này đối với chuyện có thể chinh phục thể xác và tinh thần nàng xem như là một chuyện thú vị vẫn không có dùng sức mạnh với nàng điều này khiến cho nữ tử này an tâm hơn một chút tuy thần sắc của đối phương mặc dù bình thường nhưng nàng phỏng chừng tám chín phần đã nỗi sát tâm với tu sĩ trên đảo dù sao nam tử luôn kiêu ngạo vì thần thức của mình không dưới lão quái nguyên anh kỳ, thì làm thế nào lại để cho một tu sĩ đồng cấp không chênh lệch nhiều lắm cùng tồn tại được. Thiếu nữ thầm than một tiếng, chỉ có thể cảm thấy thương xót cho tu sĩ trên đảo kia. Lúc này một loạn thạch cách tiểu cốc vài dặm ở trên tiểu đảo tĩnh lặng vô cùng, dường như không hề có bóng người nào. Bỗng nhiên một âm thanh xé gió vang lên, tiếp theo một thanh cự mâu ba màu to lớn từ phía dưới bất ngờ bắn lên, trong nhát mắt đã vào tới khoảng không phía trên loạn thạch một tiếng phục truyền ra khoảng không kia quang mang trơ lóe lên phía trên cự mâu bỗng nhiên xuất hiện trên một cái lồng màu trắng bóng người bên trong khí cầu chấp động hiện ra khuôn mặt tái nhợt của bóng trắng kia ngay lúc người đó đột nhiên hé miệng ra phun ra một tiểu thước màu tím ngọc thì âm thanh bị vỡ tan của khí cầu truyền ra không chờ cho bóng trắng thúc giục pháp bảo cự mâu liền vù một tiếng trong nháy mắt xuyên thủng ngực mà bay qua thi thể mang theo một mùi máu tanh nồng đậm từ trên không trung rơi xuống bịch một tiếng rơi lên xuống loạn thạch không thấy bóng dáng. Mà cự mâu ba màu trên không trung không biết từ lúc nào đã hóa thành một đàn trùng, một nhóm bao lấy túi chữ vật, một nhóm thì bơ ô lấu ngọc thước màu tím, rồi cùng phi độn trở về tiểu cốc. Trong chốt lát sau, Hàn Lập một tay cầm túi chữ vật dùng thần thức quét qua, một tay cầm tiểu thước màu tím kia tùy ý chơi đùa. Một lúc sau, Hàn Lập đem hai vật đó thu lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về một phương hướng xa xa, thần sắc bắt đầu có chút âm trầm. Không lâu sau khi hắn thả ra phệ kim trùng thì cảm thấy được một thần thức khó có thể phát hiện được đảo qua người hắn, điều này khiến cho Hàn Lập kinh sợ thiếu chút nhảy dựng lên. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có lão quái nguyên anh kỳ mới có được thần thức đáng sợ như vậy. Sau khi hắn cẩn thận theo dõi mới phát hiện được của thần thức kia là từ đám tu sĩ trên không truyền đến. Sau khi lặng lẽ đảo qua mới kinh ngạc phát hiện, tên buông ra thần thức cường đại này rõ ràng là một tu sĩ kết đan kỳ như hắn, cũng còn rất trẻ, không lớn hơn hắn bao nhiêu. Hàn Lập hoảng sợ một hồi, trong khoảng khắc thần thức của hắn quét qua thì đối phương cũng phát hiện ra hắn đang lén quan sát. Kết quả không biết thi triển ra cầm chế gì, khu vực kia đột nhiên mạnh mẽ đẩy thần thức của hắn ra ngoài, cũng không thể tiếp nhập vào bên trong đó. Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập thêm trầm xuống. mươi 569, Lục Đạo Truyền Nhân, trải qua chuyện này Hàn Lập cũng biết được đối phương tuyệt đối không phải là một tu sĩ bình thường, cũng không có tâm tình mà dây dưa với bóng trắng kia nữa, lập tức thúc giục về kim trùng hóa thành cự mâu dễ dàng hạ sát đối phương. Như vậy hắn mới có thể toàn tâm mà ứng phó với tu sĩ kết đan hậu kỳ kia. Quay đầu nhìn vào tình hình bên trong sơn cốc, Hàn Lập nhìn thấy nơi bố trí pháp trận đã bị một đoàn âm khí bao phủ khiến cho tối đen như mực, ngay cả giọt nước cũng không lọt. Phòng trừng hoàn hồn thuật của Nguyên Giao cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Bây giờ nếu bị người khác quấy rầy sợ rằng nhiên lệ không những không cách nào cứu sống được, mà thậm chí nữ tử kia cũng bị công pháp phản phệ, bị thương không nhẹ, hàn lập nhíu nhíu mày quay đầu trầm ngâm một chút tuy không biết thanh niên kia là thần thánh phương nào nhưng thần thức cường đại như vậy điều này khiến cho hắn không dám xem nhẹ chút nào đương nhiên hắn cũng không quá kinh hãi hắn tự tin lấy pháp bảo và thần thông của mình trong tu sĩ kết đan kỳ không có người có thể tạo thành uy hiếp với hắn hắn đang tự nghĩ có nên chủ động ra ngoài đuổi người này đi hay không dù sao thoạt nhìn đối phương có chút khó giải quyết vạn nhất cùng với các tu sĩ khác liên thủ lại thì quả thực là một phiền toái không nhỏ chút nào. Ngay khi Hàn Lập còn đang do dự bổng nhiên cảm ứng được điều gì khiến cho sắc mặt khẽ biến, đồng tử bắt đầu co rút lại. Nam tử kia lại mang theo thiếu nữ tuyệt sắc rời khỏi thú xa, hướng đến nơi này bay lại. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay vừa nhấc lên liền thả ra mười mấy khôi lỗi cự viên, phòng ngừa có kẻ khác đột nhập. Sau đó không chút trần chờ liền dẫm chân hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay về phía nam nữ kia. Với cấp bậc của bọn họ mà giao tranh rất có thể ảnh hưởng đến nguyên giao đang thi thuật bên trong. Mà thoạt nhìn đối phương lại không hề yếu kém, phòng Trừng trong nháy mắt không cách nào giải quyết được đối phương, chỉ có thể đem bọn họ ngăn cản ở xa xa. Đối phương cũng không giống như Giang Toàn Lực phi đột, tốc độ cũng không tính là nhanh. Cho nên chỉ lát sau, Hàn Lập ở bên ngoài tiểu đảo đã gặp đối phương. Từ lúc bắt đầu hộ pháp thì Hàn Lập đã đem tướng mạo của mình biến đổi một chút. Bởi vậy hắn cũng không sợ đối phương nhận ra hắn là người đoạt được Hư Thiên Đình. Hai bên cách nhau hơn trăm trượng, Hàn Lập lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trước mắt, mặt không chút thay đổi. Sau khi đánh giá một lúc, trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc. Nam tử kia mặc dù trên trán có kim quang rất thu hút nhưng nhiều lắm cũng chỉ là do tu luyện công pháp đặc thù mà tạo nên. Còn nữ tử thì tư sắc quá mức kinh người, thậm chí khiến ta người ta không hề có ý niệm khinh nhờn trong đầu. Làm cho Hàn Lập không khỏi nhìn vào hai mắt nữ tử này kết quả không biết vì sao trong lòng hàn lập bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác quen thuộc với nữ tử này đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia dường như đã từng nhìn thấy qua nơi nào đó chẳng qua hàn lập lại tin rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc này bằng không với dung mạo hơn người của thiếu nữ này không có khả năng hắn không có ấn tượng sâu được lúc này nam tử và thiếu nữ tuyệt sắc ở đối diện cũng đang đánh giá hàn lập không biết được quý tính của đạo hữu là gì Tại nơi đây thi triển mật thuật nghịch thiên là đồng bạn của các hạ sao. Ôn thiên nhân chắp hai tay ở sau lưng, sau khi trên mặt hiện ra một tia dị sắc, liền mỉm cười mở miệng nói. Hàn lập nghe vậy trong lòng liền dùng mình, đối phương có thể tự tin mà khẳng định căn nguyên của thiên tượng, xem ra nam tử này lợi hại hơn hắn suy nghĩ nhiều. Tại hạ tên là gì cũng không quan trọng, tại hạ đang muốn khuyên hai vị đạp hiếu nên quay đầu lại, nếu đã biết được thiên tượng này không phải là dấu hiệu của bảo vật xuất thế, nhị vị cần gì phải đi đến nơi đây mặt hàn lập không thay đổi nói